Đó, với một số chủ đề khác nếu có thời gian, cộng thêm nữa là cái thời gian là chúng ta sẽ phải thực hành, bởi vì như anh chị em biết rồi, đó là chỉ có thực hành thì chúng ta mới mới hiểu được thôi. Và đặc biệt là nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến cái việc mà xây dựng những cái content để trên mạng xã hội ấy, thì anh chị em chúng ta cũng biết rồi, đó là chúng ta phải đưa ra những cái hình ảnh nó phải mang tính chất độc đáo, đúng không ạ? Khác biệt, độc đáo, sáng tạo, mới lạ thì mới thu hút được những cái người trên mạng xã hội. Và chúng ta đưa ra một loạt những cái gọi là những cái phong cách, những cái style riêng mà khiến cho người ta nhìn thấy cái tranh đấy, người ta nhớ đến mình. Đó, thì đấy mới là cái để mà mình có thể xây dựng được cái thương hiệu hay là cái cá nhân của mình trên mạng xã hội cùng với cả những cái tranh vẽ bằng AI như thế. Được chưa ạ? Rồi, thế thì ví dụ như là anh chị em quan tâm đến cái việc vẽ truyện tranh nhá. Thì cái vẽ truyện tranh thì nó có mấy cái yếu tố này. Cái vẽ truyện tranh thì nó có mấy yếu tố như sau này. Yếu tố thứ nhất đấy là gì ạ? Đấy là cái kịch bản. Được chưa ạ? Yếu tố để mà vẽ truyện tranh thứ nhất là kịch bản. Thì Huy đã có những cái lớp chuyên sâu để vẽ truyện tranh, thì trong đấy thì Huy dành rất nhiều thời gian cho cái việc mà xây dựng kịch bản của cái truyện tranh. Bởi vì là xây dựng kịch bản nó chiếm đến khoảng độ 40% cái chất lượng của cái bộ truyện tranh đó. Bộ truyện tranh mà kịch bản mà không hay, không hấp dẫn, không chất lượng thì có tranh vẽ hay đến mấy thì mình đọc cũng sao ạ? Mình cũng ngao ngán, mình thấy nó chán, đúng chưa ạ? Cho nên là nội dung của cuốn truyện tranh nó chiếm 40%. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Huy không hướng dẫn anh chị em làm nội dung nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi cái phần đấy là cái phần bên mảng ChatGPT. Đấy, và ở bên cái lớp mà vẽ tranh mà chuyên sâu thì sẽ có khoảng 3 ngày, 3 buổi và trong cái lớp vẽ tranh chuyên sâu. Được chưa ạ? Và cái lớp vẽ tranh chuyên sâu đấy thì cái giá Huy đang đang dự tính đang bán đấy là khoảng 2 triệu. Đấy, thì anh chị em nào mà vào lớp vẽ tranh chuyên sâu ấy, thì Huy sẽ tập trung rất là kỹ vào cái việc mà làm cái nội dung, làm sao để tạo ra cái nội dung độc đáo duy nhất và không có gì ạ, không bị gọi là trùng với cả nội dung nào cả, được chưa ạ? Ví dụ như ở đây Huy có cái nội dung mà một cái cuốn truyện tranh mà Huy mới mới làm. Đấy, mới chuẩn bị ra đấy, thì cái nội dung này thì Huy được viết bằng gì ạ? Bằng chat GPT anh chị em nhé. Đấy, thì Huy đặt câu lệnh rất đơn giản thôi: hãy viết cho tôi kịch bản từng phần cuốn truyện tranh hành trình đi tìm may mắn, bắt đầu từ phần 1 giới thiệu hai nhân vật chính, rồi mỗi phần cho tôi 4 đến 6 cảnh có các mục kèm theo. Đấy, có bối cảnh, có lời thoại các nhân vật. Đấy, mỗi phần dừng lại chờ yêu cầu lệnh tiếp theo. Đó, thì nó cũng có phần 1 này, cảnh 1 này, bối cảnh này, công viên thành phố buổi sáng này, lời thoại này, Eric này, Mark này. Đấy, cảnh 2 này, cảnh 3, cảnh 4, cảnh 5 này. Sau đó phần 2 này. Đấy, cũng cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4, cảnh 5. Trong mỗi cảnh đó thì sẽ có lời thoại và gì ạ? Và cái những cái nhân vật. Đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Đấy. Đấy, ví dụ thế. Thì để mà ra được cái nội dung như này thì chúng ta cũng phải mớm, chúng ta phải đào tạo cho chat GPT, cũng phải đập đi vứt đi vài cái kịch bản thì mới ra được cái kịch bản này. Đấy, cho nên là cái chuyện đấy là hết sức bình thường anh chị em nhé, và mình sẽ mất thời gian trong cái việc mà xây dựng kịch bản. Tuy nhiên thì cái việc xây dựng kịch bản thì hôm nay mình sẽ không chia sẻ sâu nữa. Đấy, mà gì ạ, mà chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, đấy là phần là gì ạ, tạo ra phong cách của nhân vật. Ok không ạ? Nhá. Bởi vì là chúng ta, cái lớp của chúng ta là lớp vẽ tranh, cho nên là chúng ta sẽ tập trung vào cái tạo ra phong cách của nhân vật. Đó. Thì ở đây thì Huy có một cái file để giúp anh chị em tạo ra những cái phong cách nhân vật khác nhau. Đấy. Anh chị em chỉ cần gì ạ? Tìm cái lớp nhân vật nào, tìm cái hình nhân vật nào mà mình mong muốn, sau đó là gì ạ? Sau đó là quên mất, anh chị em chưa xem được màn hình. Sorry. Đây nha.
Thì ở đây á là anh chị em chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta tìm ra cho mình cái phong cách nhân vật nào mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Tìm ra cái phong cách nhân vật mà chúng ta mong muốn, sau đó làm sao ạ? Sau đó là chúng ta chỉ việc là làm theo cái phong cách đó thôi. Bởi vì mỗi một người, mỗi một cái tác giả này, mỗi một cái phong cách này nó sẽ có một cái hình dáng khác nhau. Đấy. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Có ghi hình rồi, anh chị em yên tâm. Ebook sách hành trình tìm bí mật may mắn. À, chưa viết xong nhá. Anh chị em cứ bình tĩnh, Huy đang viết cái cuốn đấy. Được nha. Chưa gì đã xin ebook không, cái đấy là sách truyện tranh, nó không phải ebook nhá. Đấy, rồi anh chị em sẽ được 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 xem cái đấy, được chưa ạ? Thì ở đây cái thứ hai, bước thứ hai sau khi mà chúng ta có cái nội dung, chuẩn bị cái nội dung về cuốn truyện tranh, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ xác định được cái nhân vật mà mình mong muốn. Cái cuốn truyện tranh đấy của mình sẽ theo phong cách nào? Đấy, được chưa ạ? Cái phong cách mà mình muốn là theo phong cách nào? Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ thử nghiệm một số cái phong cách hình ảnh truyện tranh khác nhau, được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em chỉ cần nhìn cái hình ảnh mà mình thấy, hình ảnh nào mình thấy thích thì mình đưa vào thôi. Đấy, còn làm thế nào để có hình ảnh đấy thì ở đây nó có hướng dẫn đây rồi, được chưa ạ? Đấy, chúng ta đã có những cái hình mẫu đây rồi, có cái phong cách đây rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra cái phong cách nào mình muốn, thế là ok, được chưa ạ? Và đây là những cái phong cách là truyện tranh của Mỹ hay của nước ngoài. Chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một số cái phong cách của gì ạ? Của Nhật Bản, Trung Quốc, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đấy, anh chị em thấy cái mẫu này có đẹp không? Đấy, mình mẫu này đẹp thì mình có thể là gì ạ? Sử dụng cái mẫu này. Ok không ạ? Nhá. Đấy. Rồi. Đấy. Bây giờ mình chọn lấy một mẫu để mà mình làm nhé. Đây mình có thể vẽ truyện tranh theo cái phong cách này. Đấy, nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nó lại rất là hút, trẻ con nó thích cái thứ đơn giản như thế. Cái người lớn thì mới thích phức tạp thôi, chứ còn trẻ con thì nó thích cái sự đơn giản. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, cô gái này rất là gì ạ? Quyến rũ, sexy này. Đấy, những cái hình ảnh này nó lại gì ạ? Nó lại rất độc, rất lạ, nhưng mà trẻ con nó lại thích. Thì nó tùy vào cái đối tượng mà mình hướng tới, anh chị em ạ. Đối tượng mình hướng tới là ai thì chúng ta sẽ tập trung vào cái hình ảnh, hoặc là gì ạ, mình thích cái gì, mình thích cái phong cách nào thì mình gì ạ, mình chọn cái phong cách ấy của mình, anh chị em nhé. Có rất nhiều phong cách cho anh chị em chọn đấy. Ok không ạ? Đấy nha, nhiều lắm. Đó, mình chọn một cái, sau đó là mình sẽ thực hành nha. Chút nữa thì Huy sẽ cho anh chị em thực hành luôn theo cái mẫu này để Huy giới thiệu qua một loạt đã, để anh chị em biết được các cái phong cách khác nhau. Các phong cách này ấy, thì nó được chia theo gì ạ? Theo các cái tác giả. Những cái tác giả viết sách ấy, anh chị em ạ, tác giả viết sách truyện tranh ấy thì nó sẽ có các cái tác giả viết sách truyện tranh khác nhau, thì nó sẽ tạo ra các phong cách hình ảnh khác nhau. Đây là gì ạ? Cùng một cái câu lệnh nhá. Cùng một cái câu lệnh anh chị em nhá. Cùng một cái câu lệnh, chỉ thay được mỗi cái gì ạ? Cái tên tác giả thôi. Thì anh chị em đã thấy là gì ạ? Là ra được rất nhiều những cái phong cách khác nhau rồi. Nặng quá nó đơm rồi. Đúng không? Nặng quá đơm rồi. Rồi. Trong lúc đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Xem thêm một số phong cách khác của gì ạ? Của bên phía Nhật Bản. Hy vọng là mạng nó chạy được. Ok. Ok nha. Đây. Đây là một số phong cách ở bên các cái tác giả của Nhật Bản, anh em nhé. Một số phong cách ở một số tác giả của Nhật Bản. Thì anh chị em thấy là gì ạ? Là nó chỉ đơn giản cái câu lệnh là anime, character by,
Đấy, ở đây chúng ta để trống thì nó sẽ ra những cái hình ảnh như này. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là gì ạ? Manga Kitsune Woman Buy. Đấy. Được chưa ạ? Hoặc là cái con chuột chiến binh. Đấy. Thì với mỗi một cái phong cách thì chúng ta lại có những cái hình ảnh minh họa khác nhau. Đây hình ảnh minh họa theo cái phong cách của Yoshitaka. Đấy, phong cách này là Hiromu Arakawa. Đấy, hình ảnh là Hirohiko Araki. Đấy. Cái hình ảnh này thì theo phong cách của Art Graham. Hình ảnh này là Los Van Bale. Đấy, hình ảnh này là của Jasmine Parker Griff. Đấy, Don Peel. Đấy. Hình ảnh của Sam Bosa. Đấy. Yeah. Đó. Ja Jun Cheng. Của Trung Quốc ấy. Kraula. Đấy, Ken Kuras. Đấy, của châu Âu. Đó. Đây là phong cách của Aten Gaela. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Studio Ghibli. Đấy, Kim Jung Gi của Hàn Quốc này. Đấy, Toma Hanuka. Đấy. Đây là phong cách của Ryohi Hase. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta lựa chọn các cái phong cách truyện tranh khác nhau. Sau đó là chúng ta gì ạ? À, chúng ta đưa nó vào trong cái cuốn truyện của mình. Đấy, dựa trên cái nội dung mình đã có. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đấy, đây là một số cái phong cách khác. Theo cái version Niji. Vẫn là cái phong cách anime thôi, nhưng mà theo cái phong cách theo cái version là Niji thì nó lại sẽ hơi khác một chút. Mạng nó đơ. Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một vài phong cách nhá. Chúng ta sẽ thử một vài phong cách anh chị em nhá. Đấy, ví dụ đây là phong cách của Hege. Đây của một cái nhà vẽ truyện tranh rất nổi tiếng của châu Âu. Được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy, hoặc nó đơn giản như này thôi. Ok không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một số phong cách nhá. Ở đây, ví dụ như là Adam Hu. Đấy chưa? Mình nhấn sao chép này. Mình đưa vào đây này. Ok không ạ? Nha. Mình đưa vào đây nha. Đấy, mình đưa vào đây. Đấy là gì ạ? Character. Đấy. By. À, copy cái này. Đem vào đây. Đó, xong dán được. Sao chép này. Đấy, sao lại không dán được nhỉ? Lỗi gì? Lỗi gì không dán được nhỉ? Hôm qua vẫn dùng bình thường mà. Ok nha, không dán được thì mình sẽ dùng tay cũng được. Alan David, ví dụ thế. Alan David. Đấy. Mình muốn tạo ra một cái nhân vật là nữ nhá. A female. Đấy, character. A woman đi, a beautiful woman đi. Đấy. Beautiful. Beautiful woman. Được chưa? Đấy. Full woman is banned. Oh, kinh nhỉ, bây giờ ban cả cái này. Rồi. A pretty đi. Bây giờ nó nhiều ông dùng cái này vẽ hình nuôi hình sách quá nha nó. Đấy, a pretty girl. Được chưa? Đấy. Character. Đấy, bye.
Đấy. Alan Davies. Rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó sẽ ra được một loạt những cái hình ảnh nó khác. Đấy. Bây giờ chúng ta lại thử một cái phong cách khác nha. Đấy là phong cách Steve Dillon nha. Được chưa? Steve này. Đi Leon này. Hai chữ L. Steve đi on. Dạ. Rồi. Thử phong cách nào nữa anh chị em? Phong cách này nhá, sexy này, mình nhìn sexy là mình cũng thích. Rồi. Đây là phong cách Francho. Rồi. Nhiều quá nó đang phải chờ. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta có thể lấy thêm một phong cách nào nữa. Ví dụ như là phong cách này đi. Ok không? Hoặc là phong cách này đi. Trông nó cũng hơi cổ. Milton Caniff. Milton Caniff. Dạ. Rồi. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Cái câu lệnh thì giống hệt nhau nhé. Cái câu lệnh giống hệt nhau, nhưng chỉ cần đưa vào đó tên tác giả khác nhau, ngay lập tức chúng ta sẽ ra được những cái gì ạ? Những cái biến thể vô cùng lạ, vô cùng khác. Được chưa ạ? Vô cùng lạ, vô cùng khác luôn. Rồi anh chị em thấy không ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Với các cái phong cách khác nhau. Ở đây là với phong cách của Alan Davis này. Được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, với phong cách của Alan Davis này là chúng ta đã tìm cho mình cái nhân vật nhá. Đầu tiên của mình ấy, đó là tìm cho mình một cái nhân vật và cái phong cách đã. Mình phải tìm cho mình cái phong cách nó xuyên suốt nhá. Cái phong cách xuyên suốt, mình thấy phong cách nào mình cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy ưng ý, thì lúc đấy thì mình bắt đầu mình mình sẽ vẽ kỹ hơn. Được chưa? Bước 1 đấy là mình phải tìm cho mình phong cách. Bởi vì sao ạ? Cái cuốn truyện tranh này nó gì ạ? Nó sẽ là xuyên suốt. Ok không ạ? Đấy, anh chị em nhá. Cái cuốn truyện tranh này nó xuyên suốt theo một cái thể loại, theo một cái phong cách, và việc của chúng ta ấy, nó phải cố định một cái phong cách. Và cách để mà cố định phong cách rất là đơn giản, là dễ. Đó là gì ạ? Là chúng ta đưa vào cái tên cái tác giả mà có phong cách mà mình yêu thích. Được chưa ạ? Và máy nó sẽ vẽ theo phong cách của người đó, chứ không vẽ ra những cái nhân vật mà người đó đang dùng. Anh chị em tưởng tượng này, vẫn là cô gái ở trong cái bộ truyện tranh của ông Francho này, nhưng mà máy tính ấy, AI ấy, nó sẽ vẽ ra những cái cô gái khác và nó không bị trùng với tác giả. Nó hay ở chỗ là nó chỉ lấy cái phong cách thôi, chứ nó không ăn cắp cái gì ạ, cái nhân vật của tác giả. Được chưa ạ? Đấy. Ví dụ là phong cách 7 viên ngọc rồng chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ vẽ các nhân vật ở trong cái bộ truyện theo cái phong cách đấy thôi, chứ không phải là gì ạ, chứ không phải là đúng cái nhân vật đó nhá. Ok không ạ? Đấy, ví dụ phong cách 7 viên ngọc rồng thì nó không thể ra cái hình ảnh như này được, đúng chưa ạ? Hình ảnh này thì người ta nhìn phát người ta biết là của ông gì ạ, Steve Dillon rồi. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, Francho này. Đấy. Những hình ảnh như này anh chị em thấy có ok không ạ? Đấy, và mình có thể sử dụng được không ạ? Được đúng không ạ? Rồi. Bây giờ nhé, ví dụ như là mình đã lựa chọn được một cái phong cách nào đó, thì mình sẽ bắt đầu là gì ạ? Tạo ra cái lớp nhân vật đấy, được chưa ạ?
Ví dụ như là mình sẽ tạo ra nhé. Đấy, multiple này. Multiple character này. Multiple character này. Đấy, xong đầu a pretty girl character by Frank Cho này. Đấy, được chưa? Rồi. Thì lúc này nó sẽ tạo ra cho mình thêm những cái nhân vật với cái phong cách này. Đấy, cái cuốn truyện tranh của mình sẽ vẽ theo phong cách của ông Frank Cho này. Được chưa? Và sau đó thì mình có phong cảnh thì mình cũng lấy theo cái phong cách này. Ví dụ như là phong cảnh của mình là mình muốn vẽ một cái phong cảnh, một cái trang trại đi. A landscape of a farm by Frank Cho. Được chưa? Đấy. Đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là cái vẽ cái phong cảnh là gì ạ? A landscape of a jungle. Đấy. By Frank Cho. Đấy, cái này mình cho cái khung hình nó rộng hơn thì là cho 3:2. Đó. Ừ, cái này nó bị không có dấu cách. Nhớ là sau cái lệnh tham số này phải cách ra một cái nhé. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là gì ạ? Multipose. Đấy, nhiều cái hình của một cô gái. Sau đó chúng ta lựa chọn một cô gái nào đó, một cái nhân vật nào đó mà mình cảm thấy là gì ạ? Đấy, cảm thấy phù hợp thì mình làm sao ạ? Đấy, mình lấy ra làm mẫu. Được chưa ạ? Nếu mà mình cảm thấy chưa phù hợp ấy thì mình lại nhấn rồi ạ. Reroll. Mình nhấn reroll để làm gì ạ? Để nó tạo ra nhân vật khác. Hoặc là mình bỏ cái này đi nha. Đây, mình sẽ cho này. Multiple này. Chỗ này là có chữ character rồi, mình không cần chữ character nữa. Cái thứ hai của nó mình sẽ là gì ạ? Hai detail cho nó chi tiết hơn. Được chưa ạ? Đấy. Multiple mình thêm lại cái nữa là gì ạ? Đấy. Multi emotion. Được chưa ạ? Multipose, 2 detail, 4K. Rồi, white background. Được chưa ạ? Để cho cái nền trắng để sau này mình đưa vào nó dễ. Đấy. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Vẫn là cái phong cách đồng quê này của cái ông Frank Cho này thì nó sẽ ra cho mình những cái hình ảnh nó như thế này. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, với khu rừng. Đấy, với khu rừng thì nó ra như này. Chúng ta có thể đưa vào nó là gì ạ? No people. Mình đưa vào câu lệnh no people thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ loại bỏ những cái người ở trong cái khu rừng nhá. Đây. Một cái câu lệnh khác cũng là multipose. Đấy. Với một cái cô gái. Được chưa ạ? Nhưng mà ở đây ấy, là mình chưa có mô tả kỹ cô gái đó, cho nên là mình mới đang thử nghiệm cái hình ảnh thôi, cho máy nó tự đưa ra cho mình những cái gì ạ? Những cái sắc thái khác nhau. Được chưa ạ? Bây giờ mình muốn tạo ra một cái nhân vật nó gì ạ? Nó cụ thể hơn. Đây. Tức là anh chị em chúng ta lại nhớ, gọi là học cái cách như này. Đầu tiên là chúng ta từ những câu lệnh rất là đơn giản, đúng không ạ? Xong bắt đầu chúng ta thêm một tí, mỗi lần chúng ta thêm một tí. Thì đây là cái cách mà chúng ta học, chứ không bụp một phát chúng ta học một cái gì ạ? Cái câu lệnh rất là phức tạp ấy, chúng ta sẽ không nhớ gì đâu, được nhỉ? Đó là lý do tại sao mà Huy đi từ những cái câu lệnh rất là đơn giản trước. Đó, anh chị em thấy không ạ? Như vậy ở đây là chúng ta đã tìm ra được một bộ hình ảnh các cái cô gái
khác nhau với các cái cảm xúc khác nhau rồi, anh chị em thấy không ạ? Rất là nhanh luôn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cảm thấy là thích cái bộ truyện nào nhất, cái bộ hình ảnh nào nhất thì chúng ta có thể là gì ạ? Chọn cái bộ đấy, hoặc là gì ạ? Là chúng ta lại làm lại, được chưa? Chúng ta lại làm lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm vào cái cô gái này một số cái yếu tố nữa. Ví dụ như là cô này thì Huy muốn là tóc ngắn, là gì ạ? Short hair, được chưa? Tóc ngắn, short hair, nhưng mà màu là gì ạ? Màu là màu gì? Anh chị em muốn màu gì? Màu đỏ nhé. Tóc ngắn, short hair, màu đỏ, được chưa? Rồi, cao hay gầy hay là béo hay mập hay lùn, được chưa? Mình cho là cao nhá, cao nhá, và gì ạ? Và hấp dẫn nhá, attractive nhá, được chưa? Đấy, không biết cái từ này nó còn cho không? Curve body, tức là gì ạ? Cơ thể nó có đường cong ấy. Đấy, được chưa? Rồi mặc cái gì ạ? Mặc mặc bộ đồ là gì ạ? Là body fit nhá, bộ đồ bó sát nhá, được chưa? Đấy, chất liệu là gì ạ? Là bằng bằng da nhá, leather nhá. Đấy, được chưa? Hay chất liệu vải, chất liệu lụa, siêu. Đấy, được chưa? Chất liệu bằng lụa nhá, siêu, được chưa? Rồi chân thì đi giày màu gì, áo thì là màu gì? Đấy, đấy, áo màu tóc đỏ rồi thì áo màu gì ạ? Màu màu đen đi, dạ, cho nó hấp dẫn. Black shoes, đấy, shoe, đấy, dạ, hoặc là clothes. Dạ, quần áo màu đen bằng lụa và bó sát, dạ, body fit hoặc là tie the body, được chưa? Như vậy là mình thêm những cái yếu tố vào, áo màu đen rồi, tóc màu đỏ rồi, đấy, mắt màu gì ạ? Mắt màu màu xanh đi, đấy là blue, đấy, blue eyes, được chưa? Rồi da đen hay da trắng á, white skin nhá, được chưa? Rồi thêm giày màu gì ạ? À, giày là màu xanh lá cây nhá, green shoes. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình đưa vào thêm rất nhiều những cái câu lệnh nữa, được chưa ạ? R, đấy, gạch R 32. Rồi như vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ bắt đầu chi tiết hơn, được không ạ? Bắt đầu từ câu lệnh đầu tiên, nó rất đơn giản thôi, là một cô gái bình thường. Sau đó bắt đầu là chúng ta là gì ạ? Chúng ta thấy à, cái này chưa ưng ý lắm thì bắt đầu mình thêm một chút, mình thêm một chút, mình thêm một chút, mình thêm một chút. Mỗi lần mình thêm một chút, anh chị em nhé. AR32 nó là gì ạ? Là khung hình nó rộng. Khung hình nó rộng thì nó chứa được nhiều nhân vật hơn. Bạn hiểu không? Khung hình nó rộng ra thì mình chứa được nhiều nhân vật hơn, nó thế thôi. Mình tạo ra được nhiều nhân vật hơn. Rồi. Anh chị em nào mà có khó khăn về tiếng Anh không, để Huy dịch cái đoạn này cho nó dễ hiểu này. Có anh chị em nào muốn Huy dịch cái phần này cho dễ hiểu không? Đây nhá. Là gì ạ? Multi pose, tức là đa tư thế. Multi emotion, tức là nhiều cảm xúc, nhiều tư thế, nhiều cảm xúc khác nhau. Được không ạ? Rồi. Nhân vật cô gái xinh đẹp. Đấy, tạo bởi Francho, tóc ngắn, đỏ, cao và hấp dẫn. Đấy, đường cong cơ thể, thân hình vừa vặn, quần áo lụa đen, mắt xanh, da trắng, giày xanh, độ chi tiết cao. Đấy, độ phân giải 4K và nền trắng. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Tất cả những cái yếu tố này nó tạo ra một cái bức hình như sau.
Rồi, anh chị em thấy không? Đấy, ở đây là Huy đã tạo ra được một loạt những cái cô gái mà gì ạ? Đấy, với cái tóc đỏ này, mắt xanh này. Đấy. Đường cong cơ thể này, hấp dẫn này. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa? Thu hút này, cao này. Đấy, tóc đỏ mắt xanh này. Được chưa? Đường cong này. Thấy chưa? Mình chọn nó áo đen mà nó cho quần đen không à? Hôm qua cái này học rồi mà. Bạn cái gì thợ Thảo Anh này hôm qua chưa học à? Hôm qua chưa học hay sao lại hỏi cái phần đấy? Hôm qua dạy rất kỹ phần này rồi. Hôm qua có học không? Đặng Thảo Anh này. Ok không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Và mình đưa ra cái AR232 ấy, nó là cái khu hình nó rộng hơn, tức là cái độ chiều ngang ấy thì nó rộng hơn là chiều dọc. Đúng không ạ? Thì nó tỷ lệ nó là 3:2. Ví dụ như là nó là 30 cm với 2 cm chẳng hạn thế thì nó sẽ cái chiều ngang nó rộng hơn. Còn chiều mặc định của nó là 11, nên tỷ lệ là 11, đây tỷ lệ là 32, đúng không ạ? Rộng là 3, cao là 2. Ok không ạ? Cái V thì nó là V5. Ở đây nhá. Cái câu lệnh là V5 đấy là gì ạ? Version 5 Q2, tức là cái chất lượng ở chất lượng cao nhất. Ok không ạ? Rồi. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mình để mở rộng cái khung hình lên ấy thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái hình ảnh các cô gái khác nhau. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đưa ra nhiều quá ấy, thì máy cái CPU của nó ấy, nó sẽ không kịp thời gian để nó chi tiết đến từng cô được. Cho nên nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có một tình trạng đó là nó thiếu cái độ chi tiết. Nó thiếu cái độ chi tiết. Được chưa ạ? Và để làm cái việc này thì mình làm gì ạ? Mình hạn chế số lượng poll. Mình cũng không cần tham quá nhiều poll các anh chị em nhé. Mình sẽ hạn chế số lượng poll xuống. Được chưa ạ? Mình không để là AR32 nữa mà mình chỉ để là gì ạ? Là 11 kiểu này thôi này. Thì nó sẽ ra những cái hình ảnh chi tiết hơn này. Được chưa ạ? Và ở đây thì mình cũng không cần phải multi-poll. Mình chỉ cần khoảng độ 2-poll thôi. Được chưa ạ? 2-poll thôi. 2-emotion thôi. Được chưa ạ? Đấy, còn lại mình giữ lại nguyên si này. Được chưa? Rồi. Thì mình sẽ ra được cái hình ảnh nó chi tiết, nó sắc nét hơn. Anh chị em chúng ta hiểu như này này. Là cùng một khoảng thời gian đó, cái GPU, tức là cái card đồ họa ấy, nó sẽ dành cái công suất của nó cho một cô hay là cho 10 cô. Ví dụ như ở đây là mỗi một cái biến thể của chúng ta là có tới bao nhiêu ạ? 2, 4, 6, 12 cô. Đúng không ạ? Mỗi một cái khung hình là 12 cô. Thì cái card đồ họa nó phải chia cái sức mạnh của nó ra cho 12 cô. Thì làm sao ạ? Là cô nào nó cũng dạ, sơ sài. Cô nào cũng không sắc nét. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó tập trung vào 2 cô. Hoặc là tập trung vào 1 cô thôi. Thì nó sao ạ? Thì nó sẽ sắc nét, nó sẽ đẹp hơn. Được không anh chị em? Đây là Huy thử nghiệm nhé. Huy cố tình thử nghiệm để anh chị em chúng ta có thể hình dung được và các cái cách khác nhau. Chứ còn nếu mà Huy làm thì Huy sẽ làm một mạch luôn và anh chị em chỉ biết cái mạch đấy thôi. Còn ở đây là Huy cố tình, bởi vì sao ạ? Trong cái quá trình mà Huy làm ấy thì Huy cũng phải thử nghiệm rất là nhiều cái phương án khác nhau. Đúng không ạ? Và anh chị em cũng vậy. Thì ở đây là Huy thử nghiệm cho anh chị em cái quá trình mà Huy thử nghiệm. Cái quá trình mà Huy làm và từng bước như nào. Được chưa ạ? Nhá. Rồi. Đấy, anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta đưa vào cái chế độ là chỉ có 2-poll thôi thì anh chị em sẽ thấy một điều sẽ rất là dễ hiểu ở đây. Đó là gì ạ? Hình ảnh nó làm sao ạ? Nó sắc nét và nó đẹp hơn rất là nhiều. Đúng không anh chị em? Đấy, nó sắc nét và nó đẹp hơn rất nhiều. Đấy, anh chị em nghĩ sao về cái hình nhân vật cô gái này? Đấy, tóc ngắn, đỏ, mắt xanh. Đấy, được chưa ạ? Đồ thì là gì ạ? Bó sát. Đấy nhá.
đấy, và các cái phong cách khác nhau, anh chị em thấy không? Và anh chị em để ý này nhá, mỗi cô này nhá là hiện tại ấy, là cái kiểu tóc nó khác nhau, được chưa? Kiểu tóc khác nhau. Thế thì bây giờ như này, mình sẽ làm cái bước như này nữa, được nhá. Bây giờ mình sẽ không cần quá nhiều, bây giờ mình muốn nó chi tiết hơn nhá. Đấy, mình muốn chi tiết hơn nhá, thì mình để nó một pose thôi, được không ạ? Để nó một pose thôi. À quên, nhưng mà phải là full body nhá. Bởi vì nếu mà không ấy là nó sẽ không được full body đâu, nó lại là portrait mất. Đây, full body đây rồi. Rồi. Chúng ta phải lấy tạo hình một cái mẫu gọi là ngẫu nhiên trước, sau đó bắt đầu là mình dựa trên cái mẫu đấy mình làm. Hoặc cách thứ hai nhá, cách thứ hai là như này, cách thứ hai là như này nhá, mình lấy một cái cô gái nào đó, một cái hình ảnh một cô gái nào đó, được chưa, ở trên mạng đấy, cứ lấy ví dụ cô này đi đấy, hoặc cô này đi đây. Ví dụ lấy cô này đi. Cô này cũng tạo bằng AI nhá. Cô này cũng là máy tạo nhá. Được chưa ạ? Rồi. Mình kéo xuống đây này. Xong mình đưa vào đây này. Được chưa ạ? Đấy. Thì làm sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh, nó sẽ giống giống với cô gái đó. Ok. Rồi. Ở đây nhá. Rồi, thế anh chị em thấy không ạ? Là nếu như mà mình chỉ tạo ra một ảnh thôi ấy, thì cái độ sắc nét nó còn tốt hơn, đặc biệt là ở cái ngón tay này, nó còn gì ạ? Nó còn đẹp hơn. Đây, anh chị em thấy ngón tay là rất là khá là ok này. Đấy, tay này vẫn hơi xấu này, được chưa ạ? Đấy, nhưng mà trông thì nó đã hợp lý hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi, sau đó nhá, sau đó thì mình chọn đến một cô nào đấy mà mình thấy rằng là xinh nhất, đẹp nhất, mà mình thích nhất, và cái phong cách đấy là mình cảm thấy ưng ý nhất và độ sắc nét nó cao nhất, thì làm sao ạ? Mình nhân bản cô ấy lên, được chưa ạ? Ví dụ như này nhá, ví dụ như ở đây là mình thấy cái cô này phong cách này là ok này, nhưng mà nó lại thiếu mất cái chân này đấy, cái cô này có vẻ ok hơn này. Thế thì mà mình làm sao ạ? Mình sẽ chọn cái cô này, mình upscale lên sang U2, được chưa ạ? Mình upscale sang U2, thì nó sẽ ra cái cô này, nó sắc nét hơn này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, và mình sẽ lấy nhân vật này là một trong cái nhân vật chính trong cái câu chuyện của mình nhé. Ở đây anh chị em thấy không ạ, là mình lấy từ cái hình mẫu này, lấy từ hình mẫu này, một cô gái này là gì ạ? Chụp ảnh thật nhá, ảnh thật nhưng mà do AI chụp, được chưa? Sau đó mình đưa thêm vào tóc ngắn gì ạ, màu đỏ, body fit, thì anh chị em thấy không ạ, nó đã gì ạ, tạo ra được một loạt cái hình mẫu mới, vẫn là cái cô gái ban đầu đấy thôi, vẫn là cô gái ban đầu này, tóc đen, mắt đen này đấy, thì nó chuyển sang bên này nó thành tóc đỏ, đúng không ạ? Đấy, cái khuôn mặt thì nó cũng hơi hơi giống nhá. Cái khuôn mặt nó hơi hơi giống, có nét giống thôi, được chưa ạ? Nhưng mà nó vẫn khác, đúng không anh chị em? Nó vẫn có cái sự khác. Đấy. Nhưng mà anh chị em thấy sao ạ? Cũng khá là ok đúng không ạ? Đó. Khá đẹp. Đó nhá. Thì sau đó thì chúng ta chọn một cái nhân vật để chúng ta đưa vào để trở thành cái gì ạ? Cái nhân vật trong cái cuốn truyện tranh của mình. Thầy chỉ lại thao tác tạo ảnh tương tự từ ảnh mong muốn đi ạ. Thì đấy, mình chỉ cần copy cái ảnh vào, sau đó là mình gì ạ? Mình tạo ra cái ảnh mà gì ạ? Từ cái ảnh đấy thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục tạo nhé. Rồi, mấy chị này chắc là không học buổi 1 rồi.
Không học buổi 1, không học buổi 2 rồi. Buổi này là buổi thứ 3 rồi. Ok nhá. Thì ở đây này, chúng ta muốn tạo ra cái nhân vật theo cái cô này nhá. Mình ta kéo xuống này. Được chưa ạ? Sau đó làm gì ạ? Là chúng ta lại tiếp tục copy nguyên si cái phần này nhá. Chúng ta dán vào này. Được chưa ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ thêm cái emotion cho cô ấy. Đó là gì ạ? Smiling. Đấy, practical. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Mình muốn nó gì ạ? Sử dụng cái cô gái này và đang cười. Được không anh chị em? Cái cô gái này nó sẽ có yếu tố như sau này. Đấy, đó, tóc là gì ạ? Tóc ngắn đỏ nhưng cái phong cách tóc nó sẽ như này này. Được chưa ạ? Cái thứ hai là giày cao gót này, quần đen này, đấy, áo đen xanh này. Được chưa ạ? Rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn là cô ấy đang cười. Thì anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Ra được các cái yếu tố mà từ cô gái gốc đấy, đấy mà nó tạo ra được những cái cô gái với cái kiểu tóc giống giống như thế. Bởi vì có mấy yếu tố trên khuôn mặt hoặc là cơ thể mà nó sẽ rất là dễ bị sai. Đấy là tóc này, mắt này. Đấy, tóc, mắt, mũi, miệng. Đúng không ạ? Là rất là dễ bị nhầm. Nó chỉ lệch một chút thôi thì ok, nhưng mà lệch nhiều ấy thì là mình sẽ không thể nào mà chấp nhận được. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Cái cách làm rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần kéo cái ảnh xuống dưới thôi. Nếu mà dùng trong máy tính, còn dùng trong điện thoại thì chúng ta copy cái đường link. Được chưa? Ok nhá. Rồi. Đấy. Anh chị em thấy ở đây nhá. Là cả bốn cô này nhá, thì cái kiểu tóc nó đều xem xem với nhau. Ở bên kia thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều kiểu tóc khác nhau, nhưng với cô này ấy, thì các kiểu tóc đều xem xem như nhau. Cái thứ hai đấy là cái tỷ lệ cơ thể là rất là khớp. Chỉ có một điều cái cô này thì nó gì ạ? Nó lại váy ngắn thì nó lại không hợp lắm, được chưa ạ? Còn tất cả nó đều là gì ạ? Giày cao gót và quần đen liền và áo xanh, được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Và cô lúc nãy thì không cười, còn cô này thì cười. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Với cái cô lúc nãy, đâu rồi? Đây cô này. Đấy, với cô số cô này với cả cô số gì ạ? Cô số 2 này là tương đối giống nhau. Được chưa ạ? Với cô số 2 này là tương đối giống nhau. Nó chỉ khác là một cô đang cúi xuống và một cô đang gì ạ? Đang nhìn lên cười thôi. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đấy, tiếp tục như vậy thì chúng ta lại dựa vào cái hình ảnh đó. Đấy. Ngoài ra nhé, thì có một cách hơn nữa, đó là chúng ta gì ạ? Make variation. Được chưa ạ? Chúng ta make variation này thì nó có một cái hay hơn. Đó là gì ạ? Là nó sẽ giữ lại gần như là nguyên si cái cô gái này. Được không ạ? Make variation này anh chị em nhé. Mình nhấn vào make variation này thì nó gần như giữ lại nguyên si. Nguyên si cái gì ạ? Nguyên si cả cái gì ạ? Cả cái động tác tay này, tức là cái tư thế ấy. Được chưa ạ? Mình sẽ giữ lại cái tư thế của cô này. Cái thứ hai mình make variation, nhưng mà mình cho thêm cái emotion vào đây. Ví dụ như là gì ạ? Shouting. Đấy. Đấy. A pretty girl nhá. Nhưng mà gì ạ? Đấy. Shouting là gì ạ? Nó đang hét đây. Được chưa ạ? Mình variation cái tấm ảnh này, nhưng mình thêm cái gì ạ? Cái cảm xúc cho cô ấy. Được chưa ạ? Rồi. Ở đây là chúng ta đã variation xong nhá. Thì anh chị em sẽ nhìn thấy có một cái điều như này. Đó là gì ạ? Là cô gái này vẫn là cái kiểu tay như thế, vẫn là kiểu tóc như thế, thậm chí là cái áo nó cũng có hai cái màu này, một cái màu phía trước là màu xanh, phía sau là màu đen này, được chưa ạ? Đấy, tỷ lệ cơ thể và giày này anh chị em thấy không ạ? Là hầu như là giống nhau luôn, được chưa ạ? Cái áo phía trước và cái phông phía sau này nó gần như khớp với nhau luôn. Đấy, cái kiểu tóc cũng khớp với nhau luôn, kiểu tay kiểu chân cũng khớp với nhau luôn. Chỉ có cái điều là gì ạ? Là cô kia thì nhắm mắt nhìn xuống, được chưa ạ?
còn cô này thì ngẩng mắt lên nhìn. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, được chưa? Đấy, cái kiểu tóc thì nó gọi là 19-10 thôi, nó không thể là 100% được, được chưa? Nó không thể là 100% được. Đấy, ví dụ như là cô này chẳng hạn, thì anh chị em thấy là nó gần khớp luôn, đúng không ạ? Nhưng mà kiểu tóc thì nó cũng chỉ là 19-10 thôi, nó không được 100%. Đó, về cái áo này, cái quần này, cái người này, đấy, thì là gần khớp luôn. Đấy, chỉ có khác nhau một chút đấy là cái mắt với cái tóc thôi, đúng không ạ? Ừ. Rồi, ở đây là một cái hình ảnh khác. Khi mà chúng ta variation thì làm sao ạ? Thì nó đang gì ạ? Nó đang hét lên. Đấy, tay này cầm như này, hét lên này. Anh chị em thấy không ạ? Cô này hét lên này, ngoẹo cái cổ luôn. Đấy, cô này hét lên thì trông kinh quá. Cô này hét lên thì nó bị gì ạ? Nó bị biến dạng luôn. Thì cái thằng variation ấy, nó có một cái điểm yếu, đó là càng variation nhiều thì nó càng gì ạ? Nó càng biến dạng anh chị em ạ. Càng tạo ra nhiều biến thể thì nó càng biến dạng, nó càng trông nó không khớp nữa. Lúc mới đầu nó chỉnh chu nhất, nhưng mà lúc variation ấy, thì thường ấy là nó sẽ không khớp lắm. Đúng không ạ? Hoặc là mình variation nhưng mà nó không chỉ là emotion nữa, mà nó lại gì ạ? Nó là chuyển động. Nha. Yeah. Chỗ này nó là gì ạ? Là running. Đó. Running tức là đang chạy. Được chưa? Vẫn là cô này nhưng mà đang chạy thì nó lại gì ạ? Nó lại ra một kiểu khác. Và đây là cái tư duy, cái phong cách để mà mình tạo ra những cái gì ạ? Những cái bức ảnh khác nhau. Variation thì nó gần như là nó không có thay đổi được cái trạng thái, cái hình mẫu. Nó vẫn giữ nguyên cái hình mẫu, nó chỉ có thêm bớt một chút thôi. Nó chỉ thay đổi một chút cái hình ảnh thôi. Đấy. Ví dụ như là mình thay tóc cô ấy là thay tóc từ màu đỏ thành màu đen chẳng hạn. Ví dụ thế. Black hair. Đó. Mình thay từ màu đỏ thành màu đen chẳng hạn. Thì variation nó có thể làm được việc đó. Được chưa ạ? Nhá. Ok không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta gì ạ? Là thay đổi được các cái biến thể. Ở đây là mình chọn nó là running nhưng mà nó lại không run được. Thực tế là nó không thay đổi được cái trạng thái cơ thể. Đấy. Được chưa ạ? Nhưng mà có một cái điều anh chị em để ý là khi mà variation nhiều ấy thì nó sẽ biến ra những cái hình dạng, nó sẽ hơi quái một tí. Nhìn cái mặt này. Đấy, nó sẽ hơi bị xấu. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta lưu ý cái phần này nhé. Rồi. Đó. Và đấy là lý do tại sao ấy mà Huy sẽ gì ạ? Đây anh chị em thấy không ạ? Biến từ tóc đỏ thành tóc đen. Anh chị em thấy không ạ? Từ tóc đỏ thành tóc đen luôn. Đó, tóc đỏ thành tóc đen luôn. Anh chị em thấy không ạ? Variation nó có thể làm như vậy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó cũng sẽ biến đổi một phần cái gì ạ? Cái hình ảnh, cái áo. Anh chị em thấy cái áo nó cũng bị gì ạ? Nó cũng biến đổi, nó cũng không còn nguyên mẫu nữa. Ví dụ như thằng này thì áo nó gần như là nguyên mẫu này. Nhưng cái thằng áo là thằng này ấy, là nó đã bị biến đổi rồi. Được chưa ạ? Đấy, thằng này thì áo bên ngoài nó cũng màu xanh này. Được chưa ạ? Phía sau đen này. Thì lại cơ thể nó khá là chuẩn này. Đấy, và chỉ có thay đổi là tóc đỏ thành tóc đen thôi. Đấy, nhưng mà có một cái yếu tố đấy là gì ạ? Là cái mặt nó sẽ không được gì ạ? Nó không được chi tiết. Nhá, cái mặt nó sẽ không được chi tiết. Rồi. Rồi, thì cái cách tiếp theo ấy, như là lúc nãy Huy chia sẻ, đó là gì ạ? Là chúng ta dựa vào những cái bức ảnh. Ví dụ như ở đây thì mình dựa vào những cái bức ảnh có trước, sau đó là chúng ta gì ạ? Đây, chúng ta kéo cái ảnh này vào, được chưa ạ? Sau đó là chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái
cái chỗ từ khóa này, bộ từ khóa này. Đấy ạ. Mình sử dụng bộ từ khóa này. Nhưng chúng ta đưa thêm vào cái gì ạ? Cái cảm xúc cho cô ấy. Tất nhiên là khi mà cái trang phục thay đổi nó sẽ ảnh hưởng đến bố cục của câu chuyện. Cho nên là Huy mới nói là gì ạ? Khi mà chúng ta lựa chọn cái phong cách ấy, chúng ta lựa chọn phong cách nào nó càng đơn giản thì nó càng dễ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta lựa chọn phong cách mà phức tạp, ví dụ như là phong cách của cái cô gái mà người thật này là phong cách rất là phức tạp, thì với phong cách phức tạp thì làm sao ạ? Thì nó rất dễ bị bóc phốt. Cho nên là chúng ta hãy lựa chọn những phong cách đơn giản thôi, được chưa ạ? Ok nhé. Thì ở đây là mình thay đổi phong cách cho cô ấy là giận dữ đi, angry đi. Đấy, angry pose, được chưa ạ? Đấy. Đấy, thì vẫn là cô gái này, nhưng mà mình muốn với một cái phong cách là giận dữ thì anh chị em xem nó sẽ ra như nào nhá. Thử xem nó sẽ ra như nào. Rồi, thì khi mà chúng ta viết truyện tranh, hãy lưu ý đó là chúng ta phục vụ cho đối tượng là ai. Viết truyện tranh chúng ta có thể cho người lớn, có thể cho trẻ con, đúng không ạ? Cho người lớn thì thực tế là người lớn họ bỏ tiền ra để mua truyện tranh không nhiều bằng trẻ con. Hoặc là nếu mà người lớn bỏ tiền ra mua ấy, thì cũng là chủ yếu là mua cho trẻ con, đúng không ạ? Đó. Cho nên là trẻ con mới là cái đối tượng mà đọc truyện tranh nhiều nhất. Cái thứ hai này, người lớn thì rất là khó tính, rất là yêu cầu rất là cao, bỏ tiền ra thì ít. Đó, cho nên là gì ạ? Là nếu như mà chúng ta muốn làm truyện tranh ấy, thì tốt nhất, Huy khuyên chân thành, đó là tập trung vào truyện tranh dành cho trẻ em. Truyện tranh dành cho trẻ em thì đôi khi nó gì ạ? Nó không cần phải quá đẹp, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó lại đúng ý, yêu cầu. Đấy. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Đây là cái khuôn mặt của cô ấy đã có sự thay đổi nhá. Được chưa? Đấy, khuôn mặt đã có sự thay đổi nhá. Và tất nhiên khuôn mặt thay đổi nó thay đổi luôn cả gì ạ? Thay đổi luôn cả quần áo luôn. Anh chị em thấy không ạ? Mình không có nói là nó thay đổi quần áo, nhưng nó tự động thay đổi quần áo luôn. Anh chị em không ạ? Nó tự động thêm những cái thứ mà mình không muốn. Đó. Thì mình có thể sử dụng một số thủ thuật để mình loại bỏ đi một số cái mình không muốn. Tuy nhiên thì nó ở cái khía cạnh là nhỏ thôi. Hoặc là có một cách khác, đó là chúng ta phải mô tả rất là kỹ cái trang phục của cô gái này. Được chưa? Không thì mình phải mô tả rất kỹ cái trang phục cô gái này. Nếu không thì làm sao ạ? Nó sẽ không hiểu. Nhưng kể cả trong trường hợp là mô tả kỹ thì nó vẫn có một cái vấn đề. Kể cả trong trường hợp mô tả kỹ thì nó vẫn có một vấn đề, đó là gì ạ? Nó không hiểu hết, bởi vì quá nhiều câu lệnh nên dẫn đến nó bị loạn. Nó không hiểu hết. Được chưa? Nhá. Nhưng về cơ bản là những cô gái này đều có một cái phong cách, đều có một style giống nhau. Đấy, và chúng ta coi như là cô ấy là thay đổi trang phục đi. Được không ạ? Nhá. Thay đổi trang phục thôi. Nhưng mà trong một vài khung hình mà thay đổi trang phục nhanh quá ấy, thì người ta thấy nó cũng vô lý. Đấy, cho nên là cuối cùng Huy nhận ra một điều, đó là mình cứ làm những cái mẫu mà nó đơn giản thôi thì nó dễ. Ok không ạ? Làm mẫu đơn giản thôi thì nó dễ. Rồi, ở đây nhá. Thì mình làm những mẫu đơn giản thì mình chọn những cái mẫu như nào? Đây, những cái mẫu hình như này này, nó đơn giản này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Nhá, những cái mẫu như này này thì nó đơn giản này, nó sẽ dễ hơn này. Được chưa ạ? Đấy. Chọn những cái mẫu này. Nó kiểu trẻ con ấy. Thậm chí là hoạt hình luôn anh chị em nhé. Thậm chí là hoạt hình luôn. Thậm chí là đen trắng luôn. Đúng không ạ?
rồi nó bị đơ. Ok nhá. Rồi thì Huy hướng dẫn cho anh chị em cái cuốn truyện Huy đang làm nhá. Đấy, cái ví dụ thực tế Huy đang làm nhá. Đây. Đây là cái ví dụ thực tế Huy đang làm anh chị em ạ. Được chưa ạ? Và Huy cũng tạo ra những cái lớp nhân vật nó khác nhau. Đấy. Đầu tiên là từ một cái câu lệnh nói rằng là một cái cậu thanh niên văn phòng cao và gầy. Đấy, đeo kính. Và mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen, giày màu đen. Được chưa ạ? Cơ bản sơ lược như vậy thì nó cho Huy hai cái tạo hình như này, và Huy lấy cái tạo hình này làm mẫu. Đấy, sau đó là Huy đưa thêm vào cái túi xách. Đấy, được chưa ạ? Đấy, rồi các cái góc nhìn khác nhau, các cái cảm xúc khác nhau, vui cười này, đấy, cầm cà phê này, được chưa ạ? Đấy, cầm tài liệu này, đấy, đang cười này, đang đi lại này, đấy, nói chuyện này, đấy, được chưa ạ? Vì là mình đưa vào cái ảnh đầu tiên là cái ảnh đút tay túi quần ấy, cho nên hầu như ảnh nào nó cũng đút tay túi quần hết anh chị ạ. Cứ dân văn phòng đấy toàn thấy đút tay túi quần này. Đấy, đây là ảnh là đọc sách này. Đấy ạ. Đấy, ngồi đọc sách này. Đó. Ảnh ngồi đọc sách này. Đấy. Đấy ạ. Đấy, cái này thì nó lại có hai cái thắt ở đây thì nó lại không đúng. Đó, anh chị em thấy không ạ? Thì về cơ bản nói là mặt nó khớp 100% thì nó không khớp đâu, nhưng mà nó vẫn chấp nhận được, trong cái phạm vi chấp nhận được. Nó cũng tóc ngắn, nó cũng đeo kính, cũng áo trắng rồi quần đen, cũng có cravat đấy, kiểu kiểu vậy đấy. Ok không ạ? Rồi nó cũng có những cái ảnh phấn khích, có ảnh sợ hãi, có ảnh ngạc nhiên, có ảnh là gì ạ, là hét to lên, có ảnh thì tò mò đi tìm kiếm cái gì đó, có ảnh thì là gì ạ, hơi vội vã một chút. Đấy, có ảnh thì lại dạ là suy nghĩ. Đấy, có ảnh thì lại dạ là đang nghĩ ngợi một cái điều gì đó. Đấy, có những cái ảnh thì nó chỉ có bàn tay thôi. Đấy, hoặc là những cái landscape, tức là những cái khung cảnh ở trong các thư viện. Đấy. Đây là một cái lớp nhân vật khác anh chị em nhé. Đây cái lớp nhân vật khác. Đó. Đấy, đây là lớp nhân vật khác. Đó, được chưa ạ? Đấy là những cái hình mà mình sẽ đưa vào làm cái hậu cảnh ấy, cái background ấy, thấy chưa? Đấy, mình có thể vẽ cả cái văn phòng luôn anh chị em. Mình có thể đưa cái nhân vật vào trong cái bối cảnh luôn anh nhá. Đưa nhân vật vào trong bối cảnh luôn. Đó là gì ạ? Copy toàn bộ cái nhân vật, xong đó là copy thêm vào cái bối cảnh. Được chưa? Đấy. Và thêm cả những cái cảm xúc ở trong đấy. Ví dụ như là lo lắng này. Đấy, đấy. Ngó nghiêng này, được chưa? Đấy, sợ hãi này, đấy, cảm thấy bồn chồn bất an này, đấy, rồi đi qua cái cầu treo như nào, đấy, được chưa? Đấy, phía sau con quái vật kia kìa, cẩn thận, úi con quái vật phát hiện ra rồi, chạy mau, con quái vật nó đã tìm thấy mình rồi, phi đến nó đuổi, chạy nhanh, đúng không ạ? Đấy, sau đó là mình chui vào một cái khe và con quái vật nó đã gì ạ? Nó đã không chui vào được, nó đứng ở bên ngoài, nó hào thét. Và rất là may mắn là mình đã tìm thấy cái gì ạ, cái ngôi đền mà ở trong đó nó chứa đựng cái bí mật của sự may mắn, đúng không ạ? Chúng ta đi vào trong ngôi đền đó, và trong ngôi đền đó thì có một cái hang rất là sâu và rộng. Đi sâu vào trong cái hang thì chúng ta thấy có một cái hồ nước, và đi qua cái hồ nước đấy thì lại đến một cái khu vực rất là rộng lớn, đúng không ạ? Đấy, anh em thấy không ạ? Đó. Đấy, kiểu kiểu thế. Đấy. Đấy, đó là khi mà chúng ta mới vào khu rừng thì chúng ta gặp chú Hiêu thần. Chú Hiêu sẽ hướng dẫn mình đi theo cái con đường gọi là để đi tìm đến cái sự may mắn. Đó. Anh em thấy không ạ? Đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy, đưa hình ảnh cái cậu này vào trong cái khu rừng luôn. Thấy chưa? Và Huy sử dụng cái gì ạ? Huy sử dụng cái Canva nhé. Huy sử dụng Canva để ghép tất cả các ảnh với nhau.
Đây. Đây. Hành trình đi tìm bí mật của may mắn. Yeah. Đó. Một ngày bình thường như bao ngày ở một văn phòng hiện đại đông đúc giữa thành phố. Yeah. Đó. Lại một ngày xui xẻo với mình đây, chán quá đi mất thôi. Hôm nay là ngày đẹp trời, chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn chứ anh Huy? Ừ, Mai Hương à, sao em suốt ngày vui vẻ thế? Chắc em gặp nhiều may mắn lắm. May mắn à, em nghĩ rằng may mắn không có bí mật gì cả, nó chỉ là do mình thôi. Đấy. Sau đó là làm gì có chuyện đấy, chắc chắn phải có bí mật nào đó chứ. Ừ. Thì em nghe nói trong thư viện thành phố có cuốn sách nói về bí mật của may mắn, anh đến thử tìm xem. Ừ, mình chẳng tin mấy vụ bí ẩn này, nhưng cả đời cứ suy sẻ mãi sao vậy? Ừ. Còn em thì luôn gặp may mắn cũng không hiểu tại sao. Nếu anh tìm được may mắn, bí mật của may mắn nhớ nói cho em biết nhé. Đấy. Thế là bạn này có lẽ là mình nên đi thư viện thành phố một chuyến xem sao. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Ở đây là Huy hướng dẫn anh chị em là gì ạ? Là tất cả những cái này này là mình gì ạ? Mình up lên. Được chưa ạ? Mình upload lên. Sau đó là mình cắt từng cái nhân vật xong mình ghép vào cái khung cảnh. Chữ này mình cũng ghép này, nhân vật này mình cũng ghép vào này. Được không anh chị em? Đó. Và đấy là cái cách mà mình xây dựng cái cuốn truyện tranh của mình nhá. Và cuốn truyện tranh của mình nó hay hay không thì nó do kịch bản, nó đẹp hay không thì do hình ảnh, và nó có hấp dẫn cuốn hút, nó có logic hay không thì do cách để mà mình dạ, mình phối hợp giữa các cái khung hình với nhau. Ok không ạ? Đấy. Thì cái việc mà ghép hình vào trong tranh này ấy, thì nó là cái việc khá là tỉ mỉ, khá là cẩn thận, khá là mất thời gian. Cho nên là gì ạ? Là trong cái buổi ngày hôm nay thì Huy chỉ đi giới thiệu sơ lược với anh chị em như vậy thôi, không đủ thời gian để mà có thể giúp anh chị em có thể là làm hết toàn bộ được. Ừ. Tuy nhiên thì Huy sẽ có một cái lớp mà vẽ truyện tranh 3 buổi để mà từng bước hướng dẫn anh chị em từ cái việc mà tạo nên cái kịch bản cho đến là cái việc mà tạo ra cái nhân vật đúng của cái kịch bản đấy. Đấy, cộng với cả cái việc là gì ạ? Cộng với cả cái việc là mình sẽ ghép vào nó như thế nào. Đấy, từng bước một. Đấy, hoặc là Huy đã hoàn thành cái cuốn sách là gì ạ? Đại bàng tập bay này. Đấy, thì nó cũng tương tự như vậy anh chị em nhé. Nó cũng tương tự như vậy. Được chưa ạ? Đấy. Với cái cuốn sách này thì mình đã để cái chế độ là gì ạ? Chế độ là ảnh ngang. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa ạ? Ảnh ngang. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Tất cả nhân vật này là chúng ta được thêm vào nhé. Tất cả nhân vật này chúng ta thêm vào nhé. Đấy. Chỉ có con đại bàng này là mình vẽ cùng với khung cảnh thôi. Đấy. Được chưa ạ? Đến đại bàng này cũng thêm vào luôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Chữ là thêm này. Tất cả thêm này, cái này cũng thêm này. Được chưa ạ? Đó. Chim này cũng thêm này. Đấy, con chim này là thật này. Tất cả những cái hiệu ứng này cũng thêm vào hết này. Được chưa ạ? Chữ này. Đây, kể cả là khóc cũng thêm vào này. Được không ạ? Đấy. Đấy. Tất cả những cái này là đều thêm vào này. Đó. Được chưa ạ? Ừ. Nhá. Đấy. Thì đấy là cách để mình dàn trang. Mình dàn trang thì cái này nó cũng khá là chi tiết. Ok không ạ? Rồi. Bây giờ anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau cái animation lật sách là cái khác nhá. Ok ạ. Bây giờ anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cho mình một cái nhân vật bất kỳ mà mình mong muốn, đúng không ạ? Rồi, Huy sẽ liệt kê cho anh chị em một số cái tên các cái tác giả nhé. Liệt kê cho anh chị em một số cái tên cái tác giả tên cái tác giả nha.
Tường tên. Đây. 50 tác giả viết truyện tranh nổi tiếng, được chưa ạ? Anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy thử nghiệm một trong số các cái gì ạ? Tác giả này nhá. Chưa xe ạ. Chưa xe Sẽ màn hình rồi. chưa xe à? Ok. Đây nhá. Chúng ta sẽ thử một trong số cái tác giả này, được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng một cái nhân vật thôi. Được chưa ạ? Huy sẽ cái gửi cái số tác giả này nhá. Mình thử khoảng độ 20 cái tác giả thôi. Chỗ nào trong này có bao nhiêu người? Trong này có 45 người à? 45 người à? Thôi được rồi. Cho hẳn 50 tác giả nhá. Không vấn đề gì hết. Đưa vào trong nhóm nhá. Được chưa ạ? Đưa vào trong nhóm này. Được chưa ạ? Rồi, anh chị em chúng ta sẽ thực hành lấy bất kỳ một cái tác giả nào mà chúng ta cảm thấy ưng ý. Được chưa ạ? Và cái bài tập ở đây đó là chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái nhân vật. Được chưa ạ? Cái câu vận câu lệnh tạo ra cái nhân vật như sau. Đó là gì ạ? Multi pose. Được chưa ạ? Ừ. Một cái nhân vật, một cái cậu bé đi. Được chưa? Một cái cậu bé đi, được chưa? A boy character. Đấy. Hoặc là multiple character nha. Character nha. Được chưa? Đấy. A boy này. Đấy, với cái gì ạ? Mấy tuổi đó, mình đưa vào mấy tuổi đấy là 9 tuổi đi. Yes, old boy này. Được chưa? Đấy, mình muốn cho nó quốc tịch là gì? Vietnamese đi, cho nó gần gũi nha. Vietnamese gì? Vẫn đang chia sẻ màn hình mà. Anh chị em không nhìn thấy à? Dạ có rồi ạ. Có Em mà. đang ở Zalo đấy. Đang nhìn màn hình Zalo mà. Huy đang gõ trong Zalo mà anh chị em. Vietnamese này. Tóc gì ạ? Tóc đen nhá. Black hair nhá. Được chưa ạ? Rồi cái gì nhỉ? Black hair này, mắt đen này, black eye này. Được chưa ạ? Rồi quần áo như nào ạ? Áo màu gì ạ? Áo màu 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 đỏ nhá. Red red shoe này. T-shirt nhá. Red t-shirt nhá. Đấy. Quần gì ạ? Quần đen nhá. Hoặc là quần red, quần quần xanh nhá. Blue shorts nhá. Đấy. Giày màu gì ạ? Giày màu màu orange nhá. Orange. Orange, màu vàng đi. Yellow. Đấy. Yellow shoes. Được chưa? Đấy. Rồi. Thêm cái is insulation. Insulation. Và zoom tập vẽ số số 2 nhé. Insulation book. Đấy, bye. Nào, ở đây nhá, mình bye nhá thì mình đưa thêm cái tên tác giả này vào nhá. Được chưa? Hoặc là bye này, mình đưa thêm tên tác giả là ngay ở đầu này. Nhá. Bye này. Nhá, tên tác giả này. Nhớ chỗ này này. Tên tác giả này. Được chưa anh chị em? Ở đây là Huy đã gì ạ? Đấy. Đưa sẵn câu lệnh cho anh chị em rồi. Được chưa? 4K này. 2 detail này. 2 detail này. Được chưa? Đấy. Insulation book này. Đấy, 2 detail này. Ok không ạ? Nhá. Yeah. White background nhá. Đấy, được chưa ạ? Anh chị em chỉ cần việc copy cái câu lệnh này, thay cái tên tác giả bằng một cái tên nào đó mà mình mong muốn. Thử nghiệm thôi mà, được chưa ạ?
sau đó là đưa vào cái kênh số 2 của cái lớp học vẽ tranh nhá. Hôm trước mình dùng kênh 1 rồi, hôm nay mình dùng kênh số 2 đi. Và anh chị em lưu ý đó là mình chỉ tập trung làm bài tập thôi, mình không vẽ lung tung nữa. Lúc khác anh chị em vẽ lung tung thoải mái, vui khuyến khích, nhưng mà làm bài tập chỉ tập trung vào gì ạ, là bài tập thôi. Có nhiều anh chị em giỏi quá, làm xong bài tập rồi không có biết làm gì, bắt đầu thừa giấy vẽ voi, vẽ lung tung, được chưa ạ? Tập trung vào cái bài học của mình thôi, thành thạo đi cái phần việc mà tạo ra cái nhân vật gọi là cố định này đi, được không ạ? Thời gian nó còn rất là ngắn, anh chị em thật nhanh. Ở đây để chúng ta làm cái việc gì ạ? Để chúng ta làm một cái việc, đó là chúng ta hiểu được cái sự khác nhau của cái việc là đưa vào đấy một cái phong cách, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta biết được các phong cách khác nhau thì nó sẽ ra được những cái hình ảnh khác nhau như thế nào. Và khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta sử dụng vẫn là cái phong cách đó, chúng ta vẽ cậu bé, rồi chúng ta chuyển sang vẽ cô bé, chúng ta ra vẽ con chó, chúng ta vẽ con mèo, chúng ta vẽ cái cây, thì nó vẫn là cái phong cách của cái ông tác giả đấy, thì nó làm sao ạ? Nó mix với nhau, đúng không ạ? Chứ đang comic, đang gì ạ? Đang DC comic xong lại chuyển sang là gì ạ? Là của Dragon Ball, xong lại của Mamoru Hosoda thì làm sao ạ? Nó không khớp. Ok không ạ? Nha. Rồi, ở đây chúng ta đã tìm thấy một số cái bức ảnh rất là nhanh. Đấy, đây. Bức ảnh này, đấy, của bạn Thủy Trần này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Chúng ta đã ra được những cái bức ảnh này với tác giả là Yoshiyuki Tomino. Thấy cách vẽ logo mà tên công ty trong logo. Đấy. Đang học vẽ tranh thì hỏi logo. Nếu anh chị em muốn được hướng dẫn thì chúng ta vào lớp nâng cao. Như hôm qua Huy có chia sẻ đấy, anh chị em nào chưa vào thì anh chị em vào lớp nâng cao, học với Huy cả năm. Anh chị em yêu cầu cái gì Huy sẽ làm cái đấy cho anh chị em, đảm bảo đúng yêu cầu, đúng không ạ? Nhá. Còn con riêng con Mid Journey này, nó được đào tạo để vẽ tranh chứ nó không được đào tạo để viết chữ. Viết chữ anh chị em dùng phần mềm khác. Rất nhiều anh chị em cứ bảo là muốn đưa tên công ty vào trong logo. Có cái gì khó đâu, mình đưa một Canva, mình cho tên của mình vào, đúng không ạ? Còn thằng này ấy, nó tạo ra hình ảnh thôi, đừng cố gắng bắt nó phải viết chữ. Kể cả anh chị em viết những chữ rất cơ bản thôi nhá, nhưng mà nó cố tình nó làm lệch đi. Tại sao ạ? Bởi vì nó tránh cái việc bản quyền, đúng không ạ? Nó tránh cái việc mà gì ạ? Đưa những cái bản quyền vào ấy, nó mất công, nó kiện cáo thứ mệt lắm. Đấy, cho nên là gì ạ? Là nó né, nó cố tình nó né rồi, nó còn cứ bắt nó phải viết chữ tên công ty của mình vào. Không hiểu nổi, đúng không ạ? Mình có một cách khác dễ hơn, tại sao không làm? Cứ bắt nó phải đưa vào. Rồi. Đấy, anh chị em ạ, đây là một cái phong cách khác này. Đây là phong cách của Tite Kubo này, đúng không ạ? Đấy. Đây là một phong cách khác này, đúng không ạ? Đây là phong cách của gì ạ? Của Kazura Tsuru Maki này. Anh chị em thấy không ạ? Vẫn là cái câu lệnh đấy thôi, nhưng chỉ cần thay đúng một cái phong cách thì ngay lập tức nó đã khác rồi. Hirozuki Imasashi này. Được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó lại ra phong cách khác rồi. Anh chị em thấy không? Tóc đen, mắt đen, quần áo đỏ, quần xanh ngắn. Đấy, về cơ bản như vậy. Đó. Và mỗi một cái tác giả này ấy, là chúng ta lại ra được gì ạ? Mấy cái hình ảnh khác nhau. Đấy, và sau đó thì mình chọn lấy một hình ảnh, được chưa? Mình chọn lấy một hình ảnh, và sau đó thì mình sử dụng hình ảnh đó là mẫu để tạo ra hình ảnh khác. Ok không ạ? Nhé. Đấy, ở đây cũng tạo ra một loạt cái hình ảnh này.
ở đây là Mamoru Hosoda này, ở đây là Dragon Ball này, anh chị em thấy không ạ? Tạo ra một cái hình ảnh cậu bé với phong cách Dragon Ball, nó không phải là Son Goku, nó cũng chẳng phải là Kadik, nó cũng chẳng phải là gì ạ, là Son Gohan, nó là một cái cậu bé hoàn toàn mới. Đấy, tóc đen, mắt đen, người Việt Nam, nhưng cái phong cách của nó là phong cách gì ạ? Bảy viên ngọc rồng. Anh chị em thấy không ạ? Và kể cả là phong cách bảy viên ngọc rồng, nó cũng tạo ra được bốn thể loại cậu bé khác nhau. Và chúng ta thấy cậu bé nào mình cảm thấy thích nhất thì mình sử dụng cái cậu bé đấy làm mẫu để tạo ra những cậu bé khác. Vừa cộng với hình ảnh, cộng với cả gì ạ? Cộng với chữ viết để tạo ra những cái gì ạ? Những cái hình ảnh cậu bé khác với những cái phong thái khác nhau, những cái cảm xúc khác nhau, những cái tư thế khác nhau, được chưa? Đấy, chỗ này nó cho cả áo vàng các thứ vào đây này, không quan trọng lắm nha anh chị em nha, cái đấy không quan trọng, mình điều chỉnh được đó với phong cách của gì ạ, của Yoki Morimoto. Đấy, còn đây là của Masashi Kishimoto. Đấy, nó lại ra khác này. Julipi là Mantigun, Mantipo. À. Q, đấy, Big Head. Nhưng mà thiếu cái phần đấy. Đã sáng tạo sang nhân vật khác rồi. Đấy, anh chị em đúng là rất nhanh. Post xong không tìm thấy của mình đâu, bình thường. Huy đang hướng dẫn, Huy đang xem từng cái ảnh một cho nên anh chị em không tìm thấy là chuyện bình thường nha. Đấy, ở đây là cái phong cách của gì ạ? À, Koji Morimoto. Đấy, được chưa? Rồi, bạn Julipe này thì bắt đầu là gì ạ? Là vẽ được cả cô gái với cái gì ạ? Cái nón rộng và rất là dễ thương. Đúng không ạ? Đấy, farm clothes tức là gì ạ? Là quần áo nông trại. Tóc dài. Đúng không ạ? Đấy. Giờ anh chị em bắt đầu là chuyển sang vẽ cả nữ rồi. Nữ hay nam đây? À, không biết luôn. À đây, nam đây. Đấy. Đây là mình gì ạ? Mình đã upscale lên một cái bức ảnh rồi đúng không ạ? Thủy Trần này. Đấy, Hương này. Đấy. Là chúng ta đã tạo ra được những hình ảnh. Đây là ở Mamoru Hosoda này. Đấy. Ở đây là ở Boy. Echiro Oda này, được chưa? Mình bỏ cái Mantipo đi thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ra hình ảnh, nó sẽ sắc nét, nó sẽ đẹp hơn nhá. Đúng không ạ? Ở đây là Tetsuro Amino nhá. Tetsuro Amino nhá. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Cái phong cách nó lại khác. Đây là của Đặng Hoàng Nam này, của Kenji Gon này. Đấy, nó phong cách lại khác rồi. Đúng không ạ? Ở đây là Go Nagai này. Đấy, của Hasagi này. Đấy. Nó phong cách nó khác rồi. Đấy. Đấy, phong cách đây này cũng khác này. Đấy. Rồi, đây là của Mamoru Hosada này. Của Hoàng Lanh này. À. Thậm chí nhá, cùng một tác giả nó còn khác anh chị em nhá. Cùng một tác giả nhưng mà mỗi lần mình vẽ nó lại hơi khác một tí. Được chưa? Nhưng mà cái phong cách nó sẽ xem nhá, cái phong cách nó sẽ xem như vậy. Rồi, dựa vào cái mẫu này, anh chị em có thể sáng tạo ra một cái cô gái được không? Một cái cô gái 9 tuổi mà dễ thương giống như bạn gì lúc nãy vừa mới làm ấy. Bây giờ là chúng ta sẽ tạo ra được một cái nhân vật nữ theo cái phong cách mà vừa rồi chúng ta vừa mới chọn ấy. Đúng không ạ? Nhưng mà tạo ra nhân vật nữ. Đúng không ạ? Minh Chí Thành. Đấy. Background forest luôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Background forest luôn. Và bây giờ mình bỏ cái Mantipo đi nhá. Mình bỏ cái Mantipo đi. Bỏ cái Mantipo đi nhá, anh chị em nhá. Chỉ có giữ lại cái đoạn sau này thôi và mình biến đổi là gì ạ? Là một cậu bé thành một cô bé nhá. Từ một cậu bé 9 tuổi thành một cô bé nhá. Và theo cái phong cách mà lúc nãy mình chọn ấy. Mình nãy mình chọn phong cách nào thì mình chọn thêm cái phong cách đấy vào. Được chưa ạ?
white background, mình có thể thay đổi background bằng một cái loại background khác nha. Đấy, rồi là mấy cái tóc đen thì mình chuyển sang tóc khác đi. Mắt đen thì mình chuyển sang mắt khác đi. Ví dụ như là tóc xanh, mắt đỏ. Đấy, tùy vào cái của mình. Nhưng nhớ này, nếu mà nhiều màu sắc quá trong một câu lệnh ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không hiểu đâu. Cho nên là gì ạ? Là thực tế là người ta cũng không mặc đồ mà nó kiểu phối màu là xanh đỏ tím vàng đấy đâu. Đấy ạ? Cho nên là mình nên đưa vào những cái màu sắc mà nó dễ phối màu với nhau thì nó sẽ ra được cái hình nó đơn giản hơn và nó dễ nhân bản hơn nhá. Đấy, bây giờ mình còn sáng tạo là mình đưa cả hình của mình lên để mà mình đưa vào làm mẫu này. Đấy. Đấy. Rồi. Anh chị em sáng tạo ra cái hình nhân vật mà nữ đi. Rồi. Bạn Julie P này tạo ra rất nhiều những cái ảnh đẹp nhé. Đúng không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, phong cách rất là hay luôn. Đúng không ạ? Sunao Katabuchi. Đúng không ạ? Anh chị em nhớ là khi mà chúng ta đưa cái tên tác giả vào ấy thì chúng ta sẽ ra được rất nhiều những cái phong cách khác nhau. Và việc của chúng ta đó là chúng ta phải nhớ cũng như là phải phải thích một cái phong cách nào đó, và chúng ta viết cái cuốn truyện tranh ấy là chúng ta phải viết nó gì ạ, nó xuyên suốt, đúng không ạ? Viết cái cuốn truyện tranh là chúng ta phải viết xuyên suốt nhá. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Ra cả người thật luôn, ảnh thật luôn. Đưa cả con gái vào luôn, kinh thật. Rồi. Walking in the forest with sunlight. Đấy, red lip, yellow dress, white hat, mũ trắng. White backpack, ba lô trắng, working in the forest, nhưng mà nó lại cho gì ạ? Cho ba lô màu đỏ, red lip thì nó lại gì ạ? Đấy, blue eye, beautiful dress, put shoe, hai detail. Đấy. Queen, có chữ từ Queen vào đây phát nó lại khác ngay. Blue eye, long blonde hair, cute baby dress, playing in a flower garden with puppy, blue sky, green tree surround, sunny. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Anh chị em mình có khả năng sáng tạo cực kỳ tuyệt vời đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Khả năng sáng tạo rất tuyệt vời luôn.
Đó. Tuy nhiên ấy, khi mà chúng ta vẽ truyện tranh ấy, thì chúng ta cần phải cố định những cái đặc điểm. Cố định những cái đặc điểm, ví dụ ở đây ấy, là chúng ta cố định cái đặc điểm là của cô gái là gì ạ? Đội mũ màu đỏ này. Đấy, tóc ngắn màu nâu này. Đấy, áo t-shirt màu trắng này, quần short này. Đấy, giày màu đỏ này, ví dụ thế. Thì chúng ta cố định nhá. Và khi mà chúng ta lấy một cái hình ảnh nào đó là mẫu, ví dụ cô gái này hoặc cô gái này hoặc cô này hoặc cô này là mẫu, thì đầu tiên là chúng ta upscale cái hình ảnh đó lên, sau đó là chúng ta lại dùng chính cái hình ảnh vừa mới upscale đó để làm hình mẫu, và chúng ta điều chỉnh cái câu lệnh sao cho nó phù hợp với cái hình dáng của cô gái, cộng với cả là điều chỉnh cái gì ạ, cái emotion, tức là cái trạng thái cơ thể của cô gái đó, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách để mà mình sử dụng cái nhân vật để mình đưa vào thống nhất cái hình ảnh nhân vật của cuốn truyện tranh của mình. Bởi vì cái việc mà thống nhất cái cuốn truyện tranh của mình ấy, nó là cực kỳ quan trọng nha. Rồi. Kinh nhờ, đưa cả con gái mình vào luôn. Thắng Ali. Đấy. Đúng không ạ? Nhưng nó sẽ không giống đâu. Nó chỉ hơi hơi thôi, nó chỉ hơi hơi giống và nó lấy cái phong cách thôi nhá. Ở chỗ này mà mình có chữ insulation book ấy, thì là gì ạ? Thì cái chữ insulation này nó bị viết sai nhá. Chữ insulation này nó bị viết sai nha, cho nên nó chỉ hiểu từ book thôi. Ok không ạ? Rồi. Rồi. Rất đẹp luôn. Có kính này, đeo kính này. Yoshinari này. Đấy, anh chị em nào vẽ thì chúng ta đưa vào cái tên tác giả vào để mình test các cái chủ đề và các cái phong cách khác nhau nhé. Cứ ở đây mình lại đi vẽ cái thứ mà nó không có cái phong cách thì nó lại ra cái thứ khác. Còn nếu mà anh chị em muốn test thì mình lại về nhà mình test sau nhá. Aliza Blackpink by Maroko Shinkai Idol Stay on the stage with the live focus. Đấy. Kinh nhờ. Một idol theo cái phong cách. Được chưa? Lấy ảnh của mình nó vừa hướng dẫn rồi, nhấn vào dấu cộng này, tải ảnh lên này, được chưa? Chọn một cái ảnh bất kỳ này, sau đó gì ạ? Lấy cái ảnh đấy này, kéo xuống dưới này này, được chưa ạ? Thế thôi, ok không ạ? Nhá, đấy ví dụ như này nhá, là mình lấy một ảnh một cái cô gái này nhá, ví dụ như là mình lấy ảnh cô gái này làm mẫu này. Được chưa ạ? Đấy. Sau đó mình kiểm tra lại cái hình ảnh ở đây này. Được chưa ạ? Kỷ lục gia này. Thì đây ví dụ nhá. Ở đây nhá. Này, nhấn image này, vì đang hướng dẫn này. Mình tạo ảnh của mình lên hay là lấy một cái ảnh mẫu ở đây nó như nhau nhá. Có hai cách này, cách thứ nhất là mình ạ. Mình nhấn chuột phải vào này. Xong mình chọn cái sao chép link này. Được chưa ạ? Xong mình đưa cái đường link nó vào đây này. Được chưa ạ? Mình cắt ra một cái này. Xong mình sao chép cái văn bản này, cái đoạn văn bản này nhá. Được chưa ạ? Đấy. Mình để cái isolation thôi, bỏ chữ book đi. Được chưa ạ? Rồi. Đấy, su cao này. Bây giờ mình muốn cô ấy đang làm gì ạ? Đang running đi. Ví dụ thế. Được chưa? Nhá. Thì cái việc mà những cái ảnh khác thì nó tương tự như thế nhá. Đấy.
chị em là vẫn chưa biết cách đưa ảnh lên thì Huy vừa mới hướng dẫn rồi đấy. Đưa ảnh lên thì mình nhấn vào dấu cộng này xong rồi tải ảnh lên thôi. Đấy nhỉ? Và khi nó ảnh lên đây rồi ấy, thì chúng mình nhấn là gì ạ? Sao chép link. Hoặc là chúng ta chỉ việc đơn giản là kéo cái ảnh xuống dưới là được nhé. Cái ảnh này sao mắt nó đơ nhỉ nhỉ? 98 GSO à, Queen à? Đi ghê vậy. Nhầm rồi sao? Rồi, anh chị em thấy không ạ? Nhìn nhé. Đây là cái cô gái là ảnh gốc nha. Cái cô gái ảnh gốc mình lấy để làm mẫu nha. Đúng không ạ? Và đây là cái cô gái mình đã gì ạ? Sử dụng cái ảnh gốc để mình thay đổi này. Và với chỉ thay đổi đúng một chỗ thôi, đúng một thứ thôi. Đấy là gì ạ? Thay vì ngồi thì bây giờ cô ấy đang gì ạ? Đang ở trong cái trạng thái là run, tức là chuẩn bị chạy. Đấy, chạy hoặc chuẩn bị chạy. Đấy. Thì anh chị em thấy không ạ? Đây cô ấy chạy xong cô ấy quay đầu lại này. Thì anh chị em thấy là cái mắt này, cái mặt này, cái quần, cái áo này nó khá là khớp luôn. Cái khung cảnh nó cũng rất là khớp luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đây, giữa cái cô này với cô này thì về cơ bản nó khớp. Nhưng chúng ta chỉ điều khiển cái màu mắt thôi. Chỉ làm cái màu mắt nó khớp vào một cái nữa thôi thì là rất là ok rồi. Đúng không ạ? Đấy. Nhìn thấy hai các cô gái này là gì ạ? Đều là gần gần giống nhau rồi. Cái áo nó gọi hơi khác một tí. Cái áo nó hơi khác một tí nha. Đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì ạ? Là chúng ta tạo ra bốn cái ảnh này, bốn cái cô gái này thì gần như là đều giống nhau cả. Đấy ạ, đều gần như giống nhau cả. Đấy. Và thậm chí là chúng ta lại có thể là gì ạ? Sử dụng từ cái hình ảnh cái cô gái này. Đấy ạ, lại làm mẫu để tạo ra những cái mẫu tiếp. Đúng không ạ? Từ cái cô gái này này, mình tạo ra cái U1 này. Đấy ạ, xong nó tiếp tục là từ cái đấy làm mẫu tiếp. Thì anh chị em thấy là cái hình dạng nhân vật ấy nó khá là khớp. Nó không thể nào khớp được 100% đâu. Quần áo, giày dép rồi phụ kiện không thể nào khớp được 100% đâu, rất khó luôn. Đấy ạ. Nhưng nó sẽ cơ bản nó sẽ giống nhau nhá. Để mà khớp được ấy thì chúng ta càng phải mô tả chi tiết. Nhưng chúng ta càng chi tiết thì nó lại gì ạ? Nó dẫn đến một tình trạng nó bị loạn. Chi tiết quá thì nó bị loạn. Đó. Cho nên là chúng ta hãy vẽ những hình ảnh nó khá là đơn giản thôi. Được không ạ? Nhá. Rồi. Ok, thì tạm thời chúng ta sẽ dừng cái phần mà vẽ tranh ở đây nhá. Thời gian thì nó không còn nhiều. Ok không ạ? Bây giờ là chúng ta sẽ đi qua một loạt những cái liên quan đến thiết kế nội thất nha. Ok không ạ? Thiết kế nội thất nha. Rồi. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đã được thực hành và chúng ta đã cảm thấy rất là vui, rất là thích khi mà chúng ta được thực hành rồi ạ. Lấy ảnh thì download xuống thôi. Bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là mình đã biết cách để mình tùy biến cái câu lệnh của mình này. Được chưa ạ? Biết cách để mà mình tạo ra những cái nhân vật theo các phong cách khác nhau này. Và chúng ta sẽ có những phong cách vô cùng độc đáo này, vô cùng khác biệt này. Đấy. Chứ không phải chỉ đơn giản là copy của người ta nữa, mà mình chủ động tạo ra cái phong cách của mình. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình chủ động tạo phong cách của mình. Và thêm một cái điều nữa đó là gì ạ? Là mình biết cách tùy biến từng cái chi tiết nhỏ trong cái tấm ảnh của mình. Đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em thấy rằng cái việc mà tùy biến những chi tiết nhỏ trong cái tấm ảnh của mình ấy, nó là một cái quá trình, nó không phải là một lần là ra ngay đâu. Bởi vì vẫn là câu lệnh đấy thôi.
Nhưng anh chị em chúng ta vẽ lần thứ nhất nó ra cái đấy, nhưng mà chúng ta copy nguyên si câu lệnh đấy vào thứ hai thì nó ra cái khác. Cho nên để mà tìm ra được cái ảnh mà mình muốn ấy thì mình phải có sự kiên trì, làm đi làm lại, làm đi làm lại, đúng không ạ? Ví dụ như là vẫn là cái câu lệnh là Huy lấy cái cô bé đấy thôi, Huy tạo ra một cái ảnh khác, nhưng mà nó gì ạ, nó chưa ưng ý. Nó chưa ưng ý thì làm sao ạ? Một là mình nhấn là reroll, nó làm lại. Hai là mình lại copy nguyên si câu lệnh đấy, bảo nó làm lại. Nó làm lại 1, 2, 3, 4, 5 lần thì nó sẽ ra được cái cô gái mà đang chạy mà mặc đúng cái áo đấy, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là với cái việc mà vẽ hình bằng AI thì về cơ bản nó rất là nhanh rồi. Đấy. Nhưng mà về nó để mà nó hiểu ý mình 100% ấy thì thực ra là mình còn chẳng hiểu ý mình cơ. Làm sao mà mình bắt nó hiểu ý mình được? Mình cũng chẳng biết là mình muốn cái gì, đúng không ạ? Mình cũng không mô tả kỹ, cho nên là nó đưa ra như thế là đã rất tốt rồi. Nó phải bịa ra thêm nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Nó phải bịa ra thêm rất nhiều thứ nữa, bởi vì cái thứ đấy mình không có mô tả. Đấy. Và khi đó thì mình sẽ phải tìm cái cách để mình xử lý nhá. Rồi. Trong cái lớp vẽ tranh thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em những cái bước kỹ hơn để mà chúng ta tùy biến một bức ảnh vẫn sử dụng AI thôi. Anh chị em có thể là gì ạ? Thêm cái áo, thêm cái hoa, bỏ cái nơ đi. Đấy, rồi là thêm cái này, thêm cái kia. Rất là dễ thôi. Ok không ạ? Rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái phần mà thiết kế nội thất nhá. Nó còn khá nhiều thứ nên là Huy mới bảo là phải rồi, thiết kế nội thất này. Rồi, thiết kế nội thất thì nó cũng có rất nhiều phong cách khác nhau, được chưa ạ? Ở đây là một số phong cách cơ bản nhất, được chưa ạ? Thiết kế về phòng khách thì chúng ta có từ là living room, được chưa ạ? Đấy, chúng ta có những cái từ như là ảnh treo trên tường đấy, hoặc là chúng ta sẽ có những cái từ ví dụ như là modern, tức là hiện đại, đúng chưa đấy, hoặc là home design là thiết kế đấy, cozy là ấm áp, đúng không ạ? Những cái từ khóa đấy, đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một số cái mẫu nhá, thử nghiệm một số cái mẫu mà nó có vẻ là khá là phức tạp nha. Đấy. Và những cái mẫu thiết kế này nha, nó cũng có những cái tác giả, được chưa ạ? Nó sẽ có những cái tác giả. Đấy. Được chưa ạ? Ở đây nha, Huy sẽ thử nghiệm cho anh chị em nha. Đây. Thì với một cái mẫu như này, anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Đây. Ngôi nhà bê tông thiết kế hiện đại. Một ngôi nhà bê tông contract house thiết kế hiện đại này, modern design này, được chưa? Interior with leather couch and green around này, tức là gì ạ? Nội thất với ghế da và cây ở xung quanh đấy, và nó chụp bởi ống kính là gì ạ? Ống kính cine đấy, 25mm với khẩu độ là 1.4 đấy, loại mà hạt phim. Tốc độ màn chập là 1:50. Đấy, đúng chưa? Rồi 7000 Kelvin Sony FX9 đấy là gì ạ? Loại máy ảnh. Chi tiết phức tạp, intricate detail, được chưa? Nguồn sáng dịu, soft light shock. Đấy, bố cục phim, movie composition, tâm trạng thất thường. Đấy, moody style of phong cách của Christopher Nolan. Đấy, đây là tên của một ông gì ạ, kiến trúc sư. Rồi. Và sau khi mà chúng ta sử dụng cái câu lệnh này thì nó sẽ ra cho chúng ta đấy, một cái gì ạ, một cái phòng nhà được thiết kế hiện đại với bê tông, ghế da và có cây ở xung quanh. Đúng không ạ? Và gọi là cái gì ạ, tâm trạng thì có vẻ là thất thường, tức là nó không vui vẻ lắm, đúng không ạ?
và chụp bằng cái máy ảnh với cái ống kính, với cái góc kính như vậy thì nó sẽ tạo ra cái trường cảnh nó rất là sâu và nó khá là chi tiết, ánh sáng thì nhẹ, được chưa ạ? Đó, đấy anh chị em thấy không ạ, nó ra được cái nhà nó có cái độ chi tiết rất là sâu, rất là phức tạp, intricate detail, tức là rất là phức tạp, được chưa ạ? Nhưng mà nó vẫn giữ lại những cái chi tiết bằng bê tông, bằng ghế da, đấy, đúng không ạ? Sàn bê tông, trần bê tông, tường bê tông và có nhiều cây, ghế da, ánh sáng nhẹ, chụp bằng cái máy ảnh đó, được không ạ? Nhá, đấy là một cái loại phong cách thôi. Ngoài ra thì cái phong cách thiết kế nó dạng như là straight, tức là phác thảo, được chưa ạ? Đấy, phong cách là phác thảo. Được chưa ạ? Hoặc là cái phong cách nó là gì ạ? Là ở đây ấy, là mình có thể đưa cái hình ảnh, được không ạ? Mình có thể đưa cái hình ảnh cái ngôi nhà của mình vào, sau đó mình chuyển nó sang chế độ là phác thảo. Bên đây ví dụ như này, mình sẽ lên trên mạng nhá. Đấy, xong rồi mình search nhá. Đấy, mình lên trên mạng mình search một cái thiết kế nhá, thiết kế nhà hiện đại đẹp, chọn hình ảnh này, được chưa? Đấy, sau mình chọn một cái mẫu ảnh một cái nhà hiện đại nào đó đẹp, kiểu như này, được chưa? Chúng ta lưu nó vào nha. Rồi, sau đó là chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái hình ảnh lên, đây, đến Enter thì hình ảnh nó sẽ đi lên, được chưa ạ? Sau đó là chúng ta gì ạ, nhấn Image này, được chưa ạ? Kéo cái hình ảnh này của mình xuống này, sau đó là chúng ta là gì ạ? Đấy, Design Stretch này, chúng ta thêm cái gì ạ? Thiết kế mà gì ở phác thảo này, ok không ạ? Ở đây nó là một cái gì ạ? Thiết kế phác thảo với một cái gì ạ? Một cái phòng ngủ, đúng không ạ? Phác thảo một cái phòng ngủ đó, và với cái phác thảo này chúng ta đem, chúng ta đến, chúng ta chia sẻ cho gì ạ? Cho chủ nhà. Thì bình thường ấy là chúng ta cũng phải làm phác thảo như này để mà chúng ta làm việc với chủ nhà, có đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom mà làm kiến trúc sư ấy, thì khi mà chúng ta làm việc với cả chủ nhà ấy, khách hàng ấy, là chúng ta cũng phải có những cái phác này trước. Huy thì Huy làm việc với rất nhiều các cái kiến trúc sư, và khi mà họ làm việc với khách hàng ấy thì họ cũng phải có những cái phác này trước để mà gì ạ? Để mà khách hàng đồng ý. Đó, thì thay vì là chúng ta phác thảo bằng tay và chúng ta tưởng tượng thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sử dụng cái thằng này, được không ạ? Để lên cái ý tưởng thôi nhá. Ví dụ nhá, mình đưa vào một cái bedroom thì mình đưa vào ví dụ như là cái phòng bedroom đấy nó là 30m hay là 50m hay là 40m, được chưa ạ? Đấy, có cửa sổ hay không có cửa sổ, cửa sổ to hay cửa sổ bé, được chưa ạ? Đấy, và trong cái phòng đó thì có treo tranh hay không, tranh to hay tranh bé, có giường gỗ hay là giường gì đấy, có rèm hay không, có tivi hay không, có bàn đọc sách hay không, có bàn làm việc hay không, đúng không ạ? Đấy, có đèn ngủ hay không, đấy, trần tường thì đèn, có đèn chùm hay không, chúng ta có thể đưa thêm vào những cái chi tiết như vậy, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là chúng ta có thể là gì ạ? Tạo ra rất nhiều các biến thể khác nhau chỉ trong vòng tích tắc thôi. Đừng hy vọng rằng làm một phát là nó sẽ ra ngay anh chị em nhé. Đừng hy vọng làm phát nó ra ngay. Ở đây ví dụ như này, một cái ngôi nhà hiện đại được phác thảo dựa trên cái ngôi nhà mà mình đã gì ạ? Mình đã copy vào, được chưa ạ? Nhưng mà ở đây hình như nó dính vào cái giày hay là cái gì đây. Đây, cái ngôi nhà như này. Đấy, mà mình nó chỉ bảo là thiết kế, gọi là cái phác thảo thôi,
đấy, cái phác thảo cái thiết kế thôi đấy, mà nó ra cái lung tung như này, anh chị em thấy không ạ? Rồi chúng ta có thể làm lại cái phần này nhá. Rồi chúng ta nói là gì ạ? Design a modern design of a modern house. Đấy. With many glass window. Đấy. Many big glass window. Đấy. Cái không gian mở nó là gì ạ? Open wide. Đấy. Đấy chưa? Đấy. Mình có thể là đưa cái phong cách hoặc cái style của một cái người nào đó vào đây, của một cái nhà thiết kế nổi tiếng nào đây. Ví dụ như là ở trên này chúng ta có một cái nhà thiết kế là Christopher Nolan, được chưa? Nhấn là gì ạ? By Christopher Nolan, được chưa? Như vậy là gì ạ? Vẫn là cái ảnh cũ đấy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đưa thêm vào cái phong cách của thiết kế của một ông kiến trúc sư nổi tiếng, thì nó sẽ ra cho mình một cái bức ảnh nó sẽ khác, đúng không ạ? Ok nhé. Rồi và với cái phong cách thiết kế này thì nó có rất nhiều thứ để anh chị em mò nhá, từ cái việc mà thiết kế vẽ tay này cho đến mô hình 3D này, được chưa ạ? Đến thiết kế những cái ngôi nhà trong tương lai này, futuristic house này, đúng không ạ? With big room layout plan này, được chưa ạ? Hoặc là future house with 3 floor, 3 tầng, được chưa ạ? Và một cái khu vườn đẹp mà thực rất là thực theo phong cách tả thực này, được chưa ạ? Đấy, cái ngôi nhà hiện đại ở trong tương lai với cái tấm panel để thu ánh nắng mặt trời, năng lượng mặt trời, và treo trên cái đỉnh mái nhà. Đấy. Cái thiết kế hiện đại có kính và đá và thép. Đó. Đây là một ngôi nhà trên đỉnh đồi. Đấy, có 2 tầng, có kính, kính to, có hồ bơi. Đấy, ở giữa không có góc cạnh. Đấy. Đúng không ạ? Nhá. Rồi, cái ebook này là 4 triệu rưỡi nhá. Anh chị em nào mà muốn sử dụng cái ebook này, nó vừa là ebook vừa ấy là 4 triệu rưỡi anh chị em nhá. Mua riêng là ebook là 4 triệu rưỡi. Vi sẽ cập nhật liên tục và có video cho anh chị em luôn nhá. Rồi. Office with large window. Ok không ạ? Đấy, đây là một cái văn phòng. Đấy, thiết kế cái văn phòng với cái cửa sổ rộng. Đấy, và được gì ạ? Được chụp bằng cái máy ảnh Canon 5D Mark 4, 100 ống kính 100mm, khẩu độ 1.5.6. Đúng không ạ? Dạ. Insane detail, tức là detail cực kỳ chi tiết đến gọi là phát kinh khủng luôn. Excellent color, tức là màu sắc gọi là gì ạ? Màu sắc gọi là tuyệt đỉnh. Đấy, cực kỳ chi tiết. Anh chị em thấy không ạ? Ray checking. Đấy, tức là cái ánh sáng mà nó có cái tia này, được chưa ạ? Nhá. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, đây là những cái văn phòng làm việc, anh chị em thấy không ạ? Văn phòng làm việc. Đấy. Realistic photo đây này, realistic photo of an office, tức là một cái gì ạ? Một cái ảnh chụp thật của một cái gì ạ? Cái văn phòng mọi người đang làm việc ở bàn làm việc của họ. Đây là trời mùa đông. Đấy, với mùa hè, summer. Đó. Chúng ta đã học các cái cấu trúc rồi, hôm qua chúng ta đã học các cấu trúc rồi, được chưa ạ? Đấy, và hôm nay chúng ta học những cái ví dụ cụ thể. Ví dụ như là một cái phòng chờ khách sạn như này, được chưa ạ? Interior design luxury house. Đấy, tức là gì ạ? Rất là sang trọng, những cái nội thất rất là sang trọng của một cái ngôi nhà với cái cửa kính rất là to. Được chưa ạ? Đó. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái cuốn sách này thì nhấn vào cái đường link nhá. Thì Huy có cái phần combo tặng cho anh chị em đấy.
Bình thường là riêng cái ebook này 4 triệu rưỡi thôi, và có cái khóa học nữa. À, tổng cộng là bao nhiêu đấy? Nhưng hôm nay là giá là 5 triệu rưỡi anh chị em nhỉ. Hôm qua anh chị em nào chuyển khoản là 4 triệu rưỡi. Hôm nay là gì ạ? Là 5 triệu rưỡi nhá. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp tục nha. Đấy, thì chúng ta ở đây á là chúng ta có thể là gì ạ? Có cả những cái tòa lâu đài mà không có đồ đạc gì. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Cái nhu cầu của anh chị em thiết kế là cũng có những cái hình ảnh mà nó chưa đưa đồ đạc vào, đúng không ạ? Hoặc là những cái ngôi nhà mà nó trống, sau đó là chúng ta phải đưa thêm cái đồ đạc vào trong cái ngôi nhà đó. Ở đây anh chị em thấy không ạ? Đây là cái ngôi nhà mà chúng ta lấy từ cái ảnh gốc này, đây là cái ảnh gốc này, và đây là cái ảnh mà chúng ta đã gì ạ? Đã thiết kế lại này, được chưa ạ? Đấy, open wide tức là gì ạ? Là rộng rãi và thông thoáng. Đấy, và gì ạ? À, và à, với rất nhiều cái cửa kính rộng cao. Đấy, và gọi là rất là thân thiện với cả môi trường. Tức là nào, rộng đồ hiện đại bây giờ nó hay như thế đấy. Được chưa ạ? Đấy. Thì mình có thể đưa vào cái thiết kế của mình, sau đó là mình yêu cầu nó thiết kế lại. Được chưa ạ? Ok không anh chị em? Đó. Rồi. Đấy, thiết kế bằng tre. Thiết kế bằng tre ở đây ấy, thì anh chị em thấy rằng gì ạ? Nó cũng có những cái hình ảnh nó đưa vào nhá. Đấy, nó đưa vào những cái hình ảnh thật này. Sau đó nó thiết kế lại. Đấy. Đấy. Đây là cái hình ảnh thật này. Hình ảnh thật nó chụp này. Sau đó là gì ạ? Sau nó đưa vào là building này, complex of villa này, camping này, bamboo house, được chưa ạ? Đấy, tức là gì ạ? Nó trên cái hình ảnh thật, sau đó nó thiết kế lại cái hình ảnh theo cái phong cách này. Đây nó đưa vào các hình ảnh này, được chưa ạ? Đó. Ngoài ra thì anh chị em có thể là gì ạ? Sử dụng cái thằng này. À, không phải. Anh chị em có thể sử dụng cái này. Đây. Cái công cụ này để mình có thêm những cái ý tưởng về thiết kế nội thất nhá. Đây là đồ ăn. Công cụ, phần công cụ này. Đây nhá. Công cụ này. Đây nha. Đây. Anh chị em chúng ta có thể sử dụng thêm cái bộ công cụ này để mà chúng ta tìm ra cho mình những cái gì ạ? Những cái phong cách nghệ thuật khác nhau, những cái phong cách kiến trúc khác nhau. Ví dụ anh chị em muốn làm những kiến trúc mà nó gì ạ? Siêu tưởng, siêu thực như này. Anh chị em thấy không ạ? Những cái gọi là phong cách siêu tưởng siêu thực như này đấy, đúng không ạ? Là chúng ta cũng sẽ gì ạ? Sẽ đưa vào đấy cái phong cách của gì ạ? Của ông Vincent Carbabo này, được chưa ạ? Đấy, thì khi mà đưa vào cái phong cách của cái ông thiết kế này thì nó sẽ ra được cái hình ảnh nó kiểu như vậy. Ví dụ như là mình chọn là image nhá, đó nó ở gì ạ? A luxury hotel. Đấy. In Caribe. Bay. Đấy, ông này là Vincent này. Vincent này. Đấy. Carnival này. Đúng không ạ? Ok nha. Đấy. Kiểu như vậy nhé. Rồi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có nhiều phong cách nghệ thuật, nhiều phong cách kiến trúc độc đáo khác nhau. Ok không ạ? Còn những cái phong cách mà thiết kế dạng cơ bản như bây giờ mà kiểu city, kiểu thành phố, kiểu hiện đại ấy,
thì nó cũng rất nhiều, cũng rất đơn giản rồi, đúng không ạ? Ở đây là những cái gọi là cao cấp hơn, những cái nâng cấp hơn, đúng không ạ? Những cái gọi là đẳng cấp hơn, thiết kế mang tính chất nghệ thuật cao hơn, đúng không ạ? Đấy, đây là toàn những cái gọi là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới anh chị em nhé. Đấy, những cái kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Đấy. Đó. Đấy. Nếu còn những cái kiến trúc đơn giản như này thì quá đơn giản, chẳng cần phải học thì cũng biết. Đúng không ạ? Đấy, chỉ có học thì chúng ta mới biết được những cái thiết kế nó kinh khủng như này thôi. Và chỉ đơn giản đó là gì ạ? Chúng ta vẫn phải câu lệnh đấy. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái phong cách thiết kế của những cái tác giả hàng đầu trên thế giới thì ngay lập tức chúng ta sẽ ra được cái hình ảnh như thế này. Chứ bình thường nhá, xin lỗi anh chị em là chúng ta gì ạ? Chúng ta mô tả cái câu lệnh ấy. Anh chị em mô tả cái câu lệnh như nào ra được cái hình ảnh như này? Nào. Anh chị em thử nghĩ xem. Đấy, Huy cho anh chị em một cái mẫu như này. Anh chị em mô tả như thế nào được ra được cái hình ảnh nó như này ạ? Đúng không ạ? Nào anh chị em thử nghĩ cái từ khóa để mô tả ra được những cái khách sạn mà nó lại kinh khủng như này, đúng không ạ? Anh chị em thử nghĩ xem có tả nổi không ạ? Không thể nào tả nổi luôn. Mà nếu mà tả được thì sao ạ? Nó ra lung tung hết cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh chị em đưa quá nhiều chi tiết vào thì làm sao ạ? Thì nó bị loạn nhá. Mình đưa quá nhiều chi tiết vào nó sẽ bị loạn. Đấy. Và copy ảnh vào edit thì nó cũng sẽ bị loạn. Anh chị em cứ thử xem, copy ảnh vào edit thì nó vẫn sẽ loạn. Đó, đúng không ạ? Và nó sẽ không được trau chuốt như này. Ở đây đấy là mình chưa đưa vào những câu lệnh, ví dụ như là hide detail đấy, kiểu kiểu như vậy. Ví dụ như là mình đưa vào những cái câu lệnh như là đấy nha. Đấy. Ví dụ như là intricate detail đấy, 8K đấy, cinematic đó đó, kiểu kiểu vậy, được chưa? Đấy, xong rồi Canon 5D đấy, Mark 4 đấy, kiểu kiểu vậy, được chưa? Thì nó sẽ ra cái ảnh nó còn nét hơn, đẹp hơn, nó còn chất lượng hơn nữa cơ anh chị em nhé. Được chưa? Ok không ạ? Nhá. Đấy, và có rất nhiều phong cách khác nhau. Rất nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Và anh chị em nếu mà bình thường anh chị em không thể nào mà nghĩ ra được. Không thể nào tưởng tượng ra được. Được chưa? Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta học, chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ có được rất nhiều những cái gợi ý để mà chúng ta làm. Đấy, những cái đơn giản như này cũng có nhá. Đấy, đơn giản như này cũng có nhá. Đấy, hoặc là phức tạp hơn nhá. Đấy. Còn cái nhà mà hiện đại thì nó dễ rồi. Đấy, phong cách mà hiện đại thì dễ rồi. Được chưa ạ? Đó, đây những cái phong cách khác này. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Thế ngoài ra thì nó có những cái phong cách khác nhau với những cái style khác nhau như là hiện đại này. Đấy, hoặc là gì ạ? Hoặc là cổ điển này, hoặc là theo phong cách của Pháp thời kỳ ngày xưa này. Đấy, hoặc là đưa vào các cái chất liệu này, bằng tre này, bằng bê tông này, bằng sắt này, bằng kính này, bằng đá này, bằng gỗ này, đúng không ạ? Đấy, rồi đặt ở biển này, hay đặt ở đâu ạ? Đặt ở trên núi này, đặt trên cây này, được chưa ạ? Và mỗi một cái phong cách đấy nó sẽ ra một cái thứ khác. Rồi mình đưa vào đấy những cái gì ạ? Những cái chi tiết này, được chưa ạ? Ví dụ anh chị em xem ở đây nhé. Thì vẫn là cái phong cách này. Nhưng anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Nó chi tiết hơn, nó sắc nét hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Và như Huy nói ấy, đấy là gì ạ? Là với Midjourney, cái thế mạnh của nó đó là sự sáng tạo.
Và cái sự sáng tạo của nó sẽ là không giới hạn nếu mà chúng ta biết cách tận dụng sức mạnh của nó. Đừng cố gắng để biến nó thành một cái phần mềm vẽ gọi là theo kích thước để mà chúng ta có thể thi công được. Đừng hy vọng nó có thể tạo ra được những cái ảnh để mà nó đúng kích thước để mà mình có thể thi công được. Bởi vì đấy là một cái điều vô cùng là xa xỉ và cũng vô cùng là sai lầm. Được chưa ạ? Đừng cố gắng bắt nó làm những cái thứ mà nó không mạnh, hãy sử dụng nó đúng mục đích, đúng mục tiêu. Ví dụ bây giờ chúng ta dùng cái xe máy mà chúng ta cứ bắt nó phải bay. Bay thì mình phải dùng máy bay, đúng không ạ? Mình không thể là bắt xe máy nó bay được. Nhưng mình dùng đúng mục đích thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ rất là hay, rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và những anh chị em nào muốn sử dụng những cái ảnh như thế này để up lên trên mạng, đúng không ạ? Để up lên trên mạng để mà mình gì ạ? Để mà mình thu hút mọi người ấy. Đấy, thì làm sao ạ? Thì mình chỉ đơn giản là tạo ra những cái hình ảnh đẹp là mọi người đã thu hút rồi. Chỉ cần tạo ra những cái hình ảnh đẹp, những cái thiết kế đẹp là đã thu hút mọi người rất nhiều rồi. Ok không ạ? Đó. Và cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải rèn luyện, phải thực hành nhiều, làm nhiều, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của gì ạ? Của AI mà thôi, đúng không anh chị em? Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của AI mà thôi. Và càng về sau, AI nó sẽ càng thông minh hơn. Càng về sau, AI nó sẽ càng giỏi hơn. Càng về sau thì AI nó sẽ càng càng kinh khủng hơn. Đấy, và cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta không tiếp cận, đến lúc sau nó dạ nó kinh khủng rồi, lúc đấy chúng ta mới học lại từ đầu, lúc đấy là chúng ta bị tụt hậu về phía sau. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Nếu mà mình biết cách sử dụng AI thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, sẽ làm nhàn hơn, sẽ tự tin hơn, sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, thì comment là tôi được không ạ?